Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 172. Ngày hôm sau, địa bàn của nhà họ Thi đã chuyển sang tên nhà họ Nguyệt. Mọi người đều gõ mõ khua chiêng chào mừng Nguyệt Thị tới. Nhà họ Nguyệt quản lý họ cũng không quá nhân từ, nhưng so với nhà họ Thi thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần, ít nhân người dân sẽ không lo bị biến thành cương thi. Nhà họ Nguyệt tiêu diệt nhà họ Thi trong một đêm, ngoài ra còn giết cả Thanh Thi lão tổ nên đã gây chấn động lớn, làm các thế lực khác đều sợ hãi. Sau khi chiếm được nhà họ Thi, Nguyệt Thị chính thức trở thành thế lực lớn nhất ở Thần Châu. Cũng trong ngày đó, Thiên Ma đã luyện hóa xong Thanh Thi lão tổ. Thần Châu lập tức im lìm như đã chết, các thế lực ngừng chiến, các gia tộc khác đều sống trong lo lắng vì sợ mình sẽ trở thành nhà họ Thi tiếp theo. Hôm nào Ngô Bình cũng luyện đan và quây quần bên người nhà, loáng cái đã hơn 7 ngày. Trong thời gian này, sức mạnh Thiên Ma đã khiến thực lực của anh tăng lên rất nhiều. Điều này khiến anh ý thức được là cần đột phá tầng thứ 9 thần thông là vạn tương rồi. Tu luyện cảnh giới này làm anh nhớ tới 49 tương chí tôn của Hoàng Triều Thái Ất, anh không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt đó nên quyết định sẽ đến tiên giới Thái Ất một chuyến. Ngày hôm sau, Ngô Bình đã xuất hiện tại đây và liên lạc với tam hoàng tử của Hoàng Triều này. Khi Ngô Bình vừa đến đế đô của Hoàng Triều Thái Ất thì tam hoàng tử đã dẫn tùy tùng đã đón, bên dưới còn trải thảm đỏ. Khi đến gần Ngô Bình, tam hoàng tử hành lễ rồi cười nói, tiên sinh đến rồi ạ. Ngô Bình, tam điện hạ không cần khách sáo. Tam hoàng tử nghiêm túc nói, tiên sinh là người tôi kính trọng nên lễ nghi không thể bỏ qua được, mời. Ngô Bình được mời lên một xe ngựa, chiếc xe rất sang trọng, rộng 10 mét, dài 30 mét, hệt như một căn phòng di động. Trên xe có một tiểu cung nữ trẻ trung xinh đẹp đang lễ phép dâng trà cho hai người. Sau đó đưa khăn và xoa bóp. Ngô Bình nói thẳng, tam điện hạ, tôi muốn đi xem 49 tương chí tôn kia. Tam hoàng tử cười nói, được thôi, nhưng trước đó mời tiên sinh đến phủ của tôi đã, tiện thể tham quan phủ của tôi luôn. Tam hoàng tử này rất thích đón tiếp khách đến nhà nên còn được gọi là khách tam thiên, khách đến nhà hắn chơi toàn các kỳ nhân dị sĩ, ai nấy đều có tài năng phi phàm. Đương nhiên phủ của hoàng tử rất khí thế, trên đường đi đầy phong cảnh đẹp. Hoàng triều Thái Ất đúng là hoàng triều lớn có khác, khí thế quá mức hoành tráng, xe ngựa đi qua cổng xong còn đi thêm hơn chục phút nữa mới dừng lại. Xuống xe xong thì Ngô Bình được mời vào một cung điện, có khá nhiều người đứng ở cửa, bên trong cũng có không ít người, xem ra đều là người chào mừng Ngô Bình đến đây. Tam hoàng tử tươi cười nói với mọi người, thưa các vị, đây là Ngô tiên sinh mà tôi mời đến. Ngô tiên sinh là đại sư luyện đan, hơn nữa còn là thiên kiêu tuyệt thế, thực lực phi phàm. Những vị khác kia đều có vẻ mặt lạnh lùng, nghe tam hoàng tử nói xong, một người đàn ông cao lớn để râu hừ lạnh nói, thiên kiêu tuyệt thế. Câu này không dùng bừa được đâu, điện hạ, tại hạ muốn so chiêu với Ngô tiên sinh đây để phân cao thấp. Tam hoàng tử cau mày nói, tiên sinh là khách mới đến, như vậy là vô lễ. Tên để dâu cười nói, chúng tôi chỉ tôn trọng người mạnh hơn mình, Ngô tiên sinh thấy sao, có dám tỉ thí với tôi không? Ngô Bình biết rõ tam hoàng tử đang muốn thử thân thủ của mình nên thờ ơ nói, được thôi, nhưng thực lực của anh thấp quá, chưa đủ trình để tôi ra tay. Các người không phải diễn nữa, lên hết đi. Nghe thấy thế, không chỉ có mọi người ở đây kinh ngạc, mà đến tam hoàng tử cũng ngờ, Ngô Bình định một mình chấp hết mọi người ở đây. Anh điên rồi ư? Ngô Bình bình thản nói, các người không nghe nhầm đâu, tôi muốn khiêu chiến hết mọi người ở đây. Lũ ăn hại như các người, tôi chỉ dùng một tay là hạ được hết. Câu nói này đã đắc tội với những người khác, họ lập tức gầm lên. Tiểu tử, ngông quá rồi đấy, nhìn đây. Không biết lượng sức mình, nhìn kiếm của tôi đây. Đoạt mệnh liên hoàn cước, chết đi. Đám người này có da mặt dày siêu cấp, Ngô Bình bảo khiêu chiến tất cả thế là tất cả nhao lên luôn. Mấy người ở gần Ngô Bình nhất lập tức tấn công, họ toàn tung sát chiêu khiến không ai phòng ngự được. Quỳnh! Ngô Bình dậm chân một cái, mặt đất nứt ra, mọi người ở xung quanh đã bị một luồng sức mạnh lớn đánh bay, bụi bay tung tóe, gió lớn cuồn cuộn. Hiện trường trở nên hỗn loạn, Ngô Bình đã biến mất, các khách mời trong cung điện đều bị quật ngã.
tổng cộng có 30 người. Chỉ trong 15 phút, ngoài Tam Hoàng tử ra, những người khác đều nằm dưới đất. Tam Hoàng tử kinh hãi, cảm giác như đang nằm mơ. Đột nhiên, Ngô Bình xuất hiện bên cạnh rồi, hắn phủi tay rồi nói, Tam Điện Hạ, những người khách này của anh yếu quá, tôi thấy anh nên giải tán họ đi, đỡ tốn thức ăn. Đám người nằm dưới đất kêu gào đau đớn, sau khi nghe Ngô Bình nói xong thì còn tức điên lên, nhưng không phản bác được tiếng nào. Vì một mình Ngô Bình đã đánh bại hết bọn họ, từ góc độ của anh mà nói thì họ đúng là vô dụng thật. Tam Hoàng tử vừa mừng vừa ngạc nhiên, tiên sinh có thực lực quá mạnh, họ không đánh lại cũng là chuyện thường. Sau đó, hắn trở mặt nói, các người không dậy đi mà nằm đó cho thêm mất mặt à. Bấy giờ, những người khác mới bỏ dậy rồi lùi mất. Chờ họ đi rồi, Tam Hoàng tử mới cười nói, tiên sinh, ban nãy họ đã thất lễ, nhất định tôi sẽ nghiêm trị. Ngô Bình, không sao, gì chứ lũ ăn hại thì tôi không sợ. Tam Hoàng tử cười trừ nói, tiên sinh, chúng ta nói chuyện đã. Đến tối, tôi sẽ dẫn tiên sinh đi xem 49 tương chí tôn. Ngô Bình biết Tam Hoàng tử muốn nói về chuyện của Thái Tư và Ngũ Hoàng tử nên gật đầu. Tam Hoàng tử thở dài nói, có một tin xấu. Ngô Bình, tin gì mà khiến Tam Hoàng tử thở dài thế? Hắn cười đáp, Ngũ Hoàng tử không biết đã lấy được đá thần minh cực phẩm ở đâu nên đã lén ngưng tụ được thần môn rồi. Ngô Bình hỏi, thần môn chí tôn ư? Tam Hoàng tử gật đầu, đúng thế. Hôm qua tôi gặp, cậu ấy thì thấy khí tức khác hẳn, tuy không bằng tiên sinh nhưng cũng khiếp người lắm. Ngô Bình thờ ơ nói, Thái tử đã đề phòng như thế mà vẫn không được, điều này chứng tỏ sau lưng Ngũ Hoàng tử cũng có một nhóm người đang âm thầm giúp đỡ. Họ muốn đi tìm đá thần minh cực phẩm cũng không phải chuyện khó. Tam Hoàng tử, Thái tử rất giận, đang chuẩn bị phái người đi giết Ngũ Hoàng tử rồi. Ngô Bình nghe xong thì không khỏi lắc đầu, nếu giết người dễ thế thì Thái tử đã làm lâu rồi. Giờ phải dùng đến hạ sách này thì chứng tỏ đã cùng đường. Nếu thế thì tôi khuyên anh nên rời khỏi Thái tử sớm đi, Ngô Bình khuyên. Tam Hoàng tử, tôi muốn lắm nhưng Thái tử và Ngũ Hoàng tử đang ngang cơ, nhưng điểm cân bằng này sắp biến mất rồi, tôi cần làm gì đó. Tiếp theo, hắn hỏi Ngô Bình, không biết tiên sinh có thể giết được Ngũ Hoàng tử không? Ngô Bình đáp, giết không khó, nhưng tôi không tham gia vụ này đâu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tam Hoàng tử thở dài, nếu tiên sinh không giúp thì e Thái tử sẽ không có anh xem 49 tương chí tôn đâu. Sau một hồi trò chuyện, Ngô Bình đã biết Tam Hoàng tử này là một người không thể kết giao, vì thế anh chỉ cười chứ không nói gì nữa. Sau đó cả hai chuyển chủ đề, nói chuyện thêm một lát thì Ngô Bình rời đi. Anh vừa đi, đã có một tu sĩ trung niên xuất hiện rồi cười hỏi, công tử, Ngũ Điện Hạ nhà chúng tôi muốn gặp cậu. Ngô Bình, tôi không rảnh. Tu sĩ kia, Ngũ Điện Hạ nói người rất cảm kích khi cậu từ chối chuyện giết Ngũ Hoàng tử. Biết cậu cần 49 tương chí tôn, người sẽ nghĩ cách giúp cậu. Ngô Bình ngạc nhiên, anh mới gặp Tam Hoàng tử mà Ngũ Hoàng tử đã biết nội dung câu chuyện rồi. Xem ra phán đoán của anh là đúng, Tam Hoàng tử là một tên đần, không thể bằng Ngũ Hoàng tử được. Anh suy nghĩ một lát rồi nói, được, tôi đi. Tại một phủ hoàng tử khác, Ngô Bình được mời vào một cung điện. Có một người thanh niên đứng chờ bên ngoài, thấy anh tới thì mỉm cười lên đón. Ngô công tử. Ngô Bình nhìn Ngũ Hoàng tử này thì thấy khí chất của anh ta mạnh hơn Tam Hoàng tử rất nhiều, hơn nữa đúng là thực lực rất mạnh. Tuy không bằng anh nhưng hơn Tam Hoàng tử không biết bao nhiêu lần. Ngũ Điện Hạ tìm tôi có việc gì? Ngũ Hoàng tử cười nói, Ngô công tử. Anh không đứng về phía Thái tử và Tam Hoàng tử thì chính là bạn của tôi. Giờ tôi thật lòng muốn mời anh gia nhập vào trận doanh của tôi để cùng chống lại Thái tử. Ngô Bình, nghe nói Ngũ Hoàng tử đã có thần môn chí tôn, tư chất này thì Thái tử không phải đối thủ rồi. Ngũ Hoàng tử thở dài nói, gọi là thần môn chí tôn chứ thật ra vẫn còn thiếu một chút. Ngô Bình, sao, có thể cho tôi xem một chút được không? Ngũ Hoàng tử đứng thẳng. Đỉnh đầu phát sáng rồi hình thành một ảo ảnh thần môn trên cao. Ngô Bình nhìn xong thì thấy thần môn này vừa nhỏ vừa méo mó,
tuy mạnh hơn thần môn thường nhưng chắc chắn không phải thần môn chí tôn, so với anh thì còn kém xa. Chờ ngũ hoàng tử cất thần môn đi, anh mới nói, cũng không đến nỗi, thần môn nhất phẩm nghìn năm có một. Ngũ hoàng tử, nhưng vẫn không phải thần môn chí tôn, tôi tung tin ra ngoài như vậy là bởi muốn khiến những người kia đi theo tôi. Ngô Bình thờ ơ nói, tại sao ngũ điện hạ lại nói chuyện này với tôi? Ngũ điện hạ, vì tôi hy vọng anh có thể giúp tôi đánh bại thái tử, anh muốn 49 tương chí tôn thì tôi có thể giúp anh. Sau đó, anh ta cười nói, tôi nghe bên tam hoàng tử bảo anh cũng thu thập đá thần minh cực phẩm, điều này chứng tỏ thần môn của anh cũng rất mạnh, lẽ nào cũng là cấp nhất phẩm. Ngô Bình, so ra thì kém của ngũ điện hạ nhiều, đương nhiên anh không thể nói cho người khác biết chuyện mình có thần môn chí tôn. Ngũ điện hạ, thế thì cũng tốt rồi. Ngô Bình, có thể đưa tôi đi xem 49 tương chí tôn luôn được không? Ngũ điện hạ, được, mời đi theo tôi. Nhưng tôi phải nhắc Ngô công tử một chút, anh chỉ có một tiếng thôi. Hết giờ thì không cần biết có thu hoạch gì hay không thì vẫn buộc phải ra ngoài. Ngô Bình, được. Rõ ràng ngũ điện hạ đang muốn tốt cho Ngô Bình, cách làm này rành mạch hơn của tam hoàng tử. Ngũ điện hạ đích thân dẫn Ngô Bình đến trước một đại điện, cửa bên ngoài đóng chặt, bên ngoài có hai người canh gác. Nhìn thấy ngũ điện hạ, họ lễ phép chào hỏi, tham kiến điện hạ. Ngũ điện hạ một tiếng rồi giơ lệnh bài ra, ta phụng mệnh phụ hoàng đưa người này vào trong điện để lĩnh ngộ. Hai hộ vệ ở đây có thực lực rất mạnh, đều ở tầng thứ 8 thần thông, họ nhìn thấy lệnh bài thì mở cửa ngay. Ngũ điện hạ cười nói với Ngô Bình, Ngô công tử, mời. Ngô Bình cất bước đi vào bên trong thì thấy bên trong trống rỗng, không có một thứ gì. Vì thế anh ngẩng lên nhìn thì thấy trên nóc có hình vẽ rất lớn, các hình vẽ này rất thần kỳ, có hiệu quả lập thể. Anh đếm thì thấy có 49 bước vẽ, bước nào cũng rất kỳ diệu. Ngô Bình bay lên cao rồi dùng đôi mắt nhìn xuyên thấu quan sát các bức vẽ, loáng cái anh đã chăm chú vào một bức. Nhờ đôi mắt nhìn thấu vạn vật, anh thấy bên trong bức vẽ này có đạo lý rất hay, hình tượng hoàn chỉnh của nó thật ra giấu ở 8 thời không duy độ, nếu không có đôi mắt nhìn thấu vạn vật thì khó mà lĩnh ngộ được. Nhưng Ngô Bình có khả năng nhìn xuyên thấu nên việc lĩnh ngộ rất đơn giản. Chỉ vài phút sau, thần anh của anh đã có sự thay đổi và biến thành hình dạng giống bức vẽ, hơn nữa chia mình vào 8 duy độ kia. Sau đó, anh tiếp tục lĩnh ngộ cái thứ 2, thứ 3, vài phút sau đã có thể lĩnh ngộ được một tương chí tôn. Chờ anh lĩnh ngộ xong 49 tương thì vẫn còn thừa 15 phút nữa, nhưng anh cũng rời đi luôn. Ngũ điện hạ đã đi đâu mất, chỉ còn một người chờ anh. Người này nhìn thấy Ngô Bình thì nói, Ngô công tử. Điện hạ bảo khi nào cậu ra thì hãy đến gặp người. Ngô Bình gật đầu rồi đi theo người đó đến phủ hoàng tử. Ngũ điện hạ đang chờ anh, khi hai người gặp nhau, anh ta hỏi, Ngô công tử có thu hoạch gì không? Ngô Bình trả lời lấp lửng, thời gian hơi ít. Ngũ điện hạ tưởng anh không lĩnh ngộ được gì nên nói, điều này cũng bình thường thôi, tương chí tôn đã tồn tại không biết bao nhiêu năm, nhưng chưa từng có ai lĩnh ngộ được. Nghe nói chỉ ai có thần môn chí tôn thật sự mới cơ hội lĩnh ngộ. Nhưng cũng chỉ là cơ hội mà thôi, chứ chưa chắc có thể thành công. Mà chúng ta đều không có thần môn chí tôn nên muốn lĩnh ngộ là điều không thể. Ngô Bình, dù sao thì tôi cũng rất cảm ơn Ngũ Điện Hạ đã cho tôi cơ hội này. Ngũ Điện Hạ, Ngô công tử đừng khách sáo, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau. Ngô Bình là người thẳng thắn nên nói luôn, Ngũ Điện Hạ cần tôi giúp gì thì cứ nói. Ngũ điện hạ sáng mắt lên đáp, ngày mai sẽ tổ chức đại lễ tế trời, có rất nhiều quan lại tham gia. Khi ấy, anh hãy cùng tham gia với tôi. Tôi nhận được tin là thái tử sẽ phái người giết tôi. Với thích khách thì tôi có cách xử lý và bắt hắn khai ra kẻ đứng sau. Tiếp theo, tôi muốn nhờ anh đánh thái tử một trận thật đau cho tôi. Ngô Bình nhướng mày, anh muốn tôi đánh thái tử ư? Ngũ điện hạ gật đầu, phải đánh trước mặt mọi người. Nếu thế thì anh ta không còn mặt mũi đâu mà làm thái tử nữa. Hơn nữa chuyện anh ta tìm người hành thích tôi thì tôi cũng có đủ lý do để buộc anh ta thoái vị rồi. Ngô Bình ngẫm nghĩ thì thấy đánh người thôi chứ không phải chuyện gì to tát nên gật đầu, được. Ngũ điện hạ cười nói, Ngô công tử, phiền anh rồi.
Hôm đó, Ngô Bình đã ở lại phủ hoàng tử. Anh được xếp ở trong một ngôi nhà yên tĩnh, không bị ai quấy rầy. Vì thế, anh bắt đầu dung hợp 49 tương chí tôn. Anh đã tu luyện rất nhiều pháp thuật và thần thông, giờ có thể chọn ra 49 loại trong số đó để dung hợp với 49 tương. Như vậy không chỉ có thể nâng cao uy lực của thần thông, mà còn có thể có 49 loại thần thông biến hóa, từ đó có thêm đến 49 mạng. Nhưng tu sĩ bình thường không thể luyện ra nhiều sự biến hóa như thế, vì sẽ tiêu hao rất nhiều lực sinh mệnh. Nhưng Ngô Bình có thể liên tục hấp thu lực sinh mệnh của thiên ma nên không phải lo về vấn đề này. Đêm khuya, một ảo ảnh mơ hồ chợt xuất hiện trong viện, Ngô Bình mở mắt ra rồi lạnh giọng hỏi, ai? Ảo ảnh đó, tôi đến chuyển lời thay thái tử, hy vọng anh đừng lo chuyện bao đồng. Ngô Bình cười mỉa, nếu tôi cứ lo thì sao? Ảo ảnh, anh sẽ hồn bay phách tán giống ngũ hoàng tử. Dám sai người đến dọa tôi, ngày mai tôi sẽ đánh cho anh ta một trận nhớ đời, Ngô Bình thờ ơ nói. Ảo ảnh vặn vẹo rồi không biết tức giận hay kinh ngạc mà mãi sau mới nói, nếu anh đã không biết sống chết như vậy thì đừng trách chúng tôi. Dứt lời, ảo ảnh đó bắt đầu biến hóa, chắc chuẩn bị rời đi. Ăn nói vớ vẩn xong định chuồn à, Ngô Bình búng tay một cái, xung quanh chợt biết thành bóng đen u tối, ảo ảnh kia đã bị cắn nuốt. Đây là một phép thần thông trên thần môn, tên là Diệt Thiên. Ảo ảnh kêu gào thảm thiết, nhưng không phát ra được âm thanh nào. Đến ý, thức của nó cũng dần trở nên mơ hồ. Sau vài phút ngắn ngủi, nó đã hòa vào màn đêm và biến mất khỏi thế giới này. Xử lý ảo ảnh xong, Ngô Bình tiếp tục tu luyện như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, Ngô Bình đã dung hợp được 4 loại tương. Đại lễ tế trời nhanh chóng diễn ra, hoàng đế và văn võ bá quan đã có mặt. Ngô Bình và ngũ hoàng tử đứng ở một bên, các hoàng tử khác cùng đứng ở các khu khác nhau. Ngô Bình quan sát xung quanh thì thấy có một luồng sát khí mỏng, ngay từ đầu đã bao trùm ngũ hoàng tử. Nhưng anh biết đây là kế hoạch của anh ta nên cũng mặc kệ. Hoạt động tế lễ còn chưa bắt đầu thì đã có một luồng kiếm khí bất ngờ xuất hiện rồi tấn công ngũ hoàng tử. Anh ta cùng mấy cao thủ ở xung quanh lập tức ra tay, một kiếm khách xuất hiện trên cao nhưng đã bị bắt lại ngay để tra hỏi. Kiếm khách tái mặt rồi cầu xin, đừng giết tôi nói, là thái tử sai tôi đến. Nghe thấy thế, các quan lại đều tỏ vẻ kinh ngạc, còn hoàng đế thì thở dài. Ngũ hoàng tử nổi giận nói, thái tử, huynh sai người giết ta thì quá đáng quá đấy. Ngô Bình biết đến lượt mình lên sàn rồi nên tiến tới cạnh thái tử rồi định ra tay, nhưng bỗng sững người vì phát hiện tuy thái tử mặc đồ rất sang trọng nhưng tu vi không cao, đã thế còn trúng một chất độc nào đó. Ngay sau đó, anh biết mình đã bị lợi dụng, anh mà ra tay đánh thái tử thì sẽ phạm tội mưu sát. Ngô Bình lập tức đổi ý rồi nói to, thái tử điện hạ, anh đã trúng một chất kỳ độc, nếu giờ không giải độc thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nghe thấy thế, các quan lại đều tỏ vẻ kinh ngạc, họ không ngờ thái tử bị trúng độc. Thái tử hoảng hốt nói, tôi vẫn khỏe, anh đừng nói bậy. Ngô Bình điểm vào ngực y rồi chộp tay một cái, sau đó đã bắt được một chất độc hình người trên đỉnh đầu thái tử. Chất độc dạng khí này có linh tính, nó đang liều mình vùng vẫy. Ngô Bình giơ chất độc cho hoàng đế và các quan lại xem rồi nói, mời các vị nhìn xem, đây là chất độc trong người thái tử, nhưng đã được tôi loại bỏ. Xong, vị thái tử mà chúng ta đang thấy đây hình như là giả mạo. Mọi người đều ồ lên, thái tử này là giả ư. Ngũ hoàng tử biến sắc mặt, thấy sự việc đang phát triển theo hướng ngược lại thì nghiêm giọng nói, người đâu, đây là phản tặc, mau bắt lại. Quỳnh. Ngô Bình mặc ngay áo giáp của thiên thi hỗn độn vào, trên đó có phù văn hai màu tím xanh. Anh vừa mặc lên thì khí tức bức trời đã lan ra. Khí tức này chỉ cường giả tầng thứ 9, thứ 10 mới có được. Ngũ hoàng tử kinh hãi, đám thuộc hạ nhận lệnh cũng đứng im, vì cử động thì sẽ chết. Ngô Bình giơ tay ấn vài cái vào người thái tử, gương mặt của hắn đã có sự thay đổi, sau đó đã biến thành một người mà không ai quen biết. Có một vị quan lạnh giọng hỏi, ngươi là ai? Thái tử đâu? Ngô Bình chỉ vào ngũ hoàng tử rồi nói, chuyện này chắc phải hỏi ngũ hoàng tử đây. Vụ ám sát ban nãy cũng là trò của anh ta.
Ngũ hoàng tử này dám tính kế anh, vậy thì anh cũng không cần khách sáo nữa mà vạch trần anh ta luôn. Ngũ hoàng tử tức tối nói, ăn nói hàm hồ. Ngô Bình, có hàm hồ hay không thì dễ kiểm tra thôi. Anh chộp tay một cái, thích khách kia đã bị một luồng sức mạnh cuốn tới đây. Gã đang định phản kháng nhưng ý thức đã trở nên mơ hồ. Ngô Bình hỏi, là ai sai người ám sát ngũ hoàng tử? Thích khách lẩm bẩm, là ngũ hoàng tử bảo tôi diễn kịch. Vậy không phải thái tử sai ngươi hả? Đúng thế, thích khách đáp. Mọi người lập tức bàn tán xôn xao, hoàng đế cũng phải thở dài nói, người đâu, lôi tên thích khách này xuống chém đầu cho ta. Sau đó, ông ấy hỏi Ngô Bình, cậu là ai? Ngô Bình đi tới trước mặt hoàng đế thì thấy ông ấy không quá lớn tuổi, nhưng cơ thể đã suy kiệt nghiêm trọng, lực sinh mệnh đã sắp cạn rồi. Anh chắp tay nói, tôi là khách do Tam hoàng tử và Ngũ hoàng tử mời tới, tên là Ngô Bình. Hoàng đế, cậu làm tốt lắm, chấm sẽ trọng thưởng. Ngũ hoàng tử lớn tiếng nói, phụ hoàng đừng tin lời tên này. Ngô Bình, trong đầu hoàng thượng chắc cũng biết lời tôi nói là thật. Sau đó, anh quan sát hoàng đế một lát rồi nói, với lại, tôi có thể chữa khỏi bệnh cho bệ hạ. Hoàng đế run lên hỏi, cậu chữa được ư? Ngô Bình, vấn đề của bệ hạ thật ra là đan độc. Năm xưa, người đã uống quá nhiều đan dược với mong muốn là tăng tu vi và thực lực. Có đúng không ạ? Hoàng đế gật đầu, đúng, ngày xưa ta và bát hoàng tử tranh giành ngôi vị. Để chiếm ưu thế hơn, ta đã uống rất nhiều đan dược. Ta biết rõ có nhiều đan dược có độc tính rất mạnh nhưng để nâng cao thực lực và được phụ hoàng coi trọng, ta đã không màng gì hết. Ngô Bình, sau nhiều năm tích tụ, cuối cùng thì cơ thể của người đã không chống lại chúng được nữa. Vì là hoàng tử nên thời đó hoàng đế có rất nhiều tài nhiên, đan dược thích bao nhiêu cũng có. Dù có tư chất bình thường thì sau cũng biến thành cường giả đạo cảnh. Song, có được thì cũng phải có mất. Tuy tu vi của ông ấy cao nhưng lại mắc bệnh trọng gây nguy hiểm đến tính mạng. Hoàng đế, Ngô công tử, mời đi theo trẫm. Những người khác giải tán, buổi lễ hôm nay tạm hoãn. Hoàng đế như đã lên tinh thần, ông ấy lập tức lệnh cho bá quan ra về, sau đó mời Ngô Bình vào hoàng cung. Sau đó, ông ấy nói, Ngô công tử, xin cậu hãy cứu tôi, dứt lời, ông ấy đã hành lễ với Ngô Bình. Ngô Bình, bệ hạ đừng làm vậy, vấn đề của người không khó, chỉ là xưa nay điều trị sai hướng thôi. Rất lâu trước kia, hoàng đế đã bắt đầu uống đủ loại thuốc để chữa bệnh, tuy có thể giảm được nhất thời, nhưng sau đó bệnh lại nặng thêm. Hoàng đế, đúng là ta vẫn đang điều trị, lẽ nào cách chữa trị của các ngự y ấy đều có vấn đề. Ngô Bình nói, chắc họ cố ý đấy, hoặc có người không muốn bệ hạ sống lâu. Hoàng đế lập tức cau mày, câu nói của Ngô Bình khiến ông ấy hiểu ra vấn đề, chỉ cần công tử chữa được bệnh cho tôi thì nhất định tôi sẽ hầu tạ. Ngô Bình, bệ hạ hãy sai một người mình tin tưởng canh chừng ở đây, sau đó tôi sẽ chữa bệnh cho bệ hạ. Hoàng đế gật đầu, được. Ông ấy đi dặn dò một lát thì bên trong điện chỉ còn lại ông ấy với Ngô Bình. Ngô Bình giơ tay ấn vào đỉnh đầu hoàng đế. Sau đó truyền lực sinh mệnh mình hấp thu từ thiên ma vào trong cơ thể hoàng đế. Hoàng đế nhiễm chất độc từ đan dược nhiều năm nên tinh lực đã cạn, nếu không được dùng nhiều tài nguyên thì chắc đã chết lâu rồi. Lực sinh mệnh liên tục được truyền vào, nếp nhăn trên mặt hoàng đế dần biến mất, mái tóc đen trở lại, đôi mắt cũng có thần hơn. Ngô Bình gần như đã truyền hết lực sinh mệnh của Thanh Thi lão tổ cho hoàng đế, sau đó anh nới lỏng tay rồi luyện đan tại chỗ. Anh cần luyện chế dung độc đan, một loại đan dược có thể hấp thu đan độc. Loại đan dược này rất khó luyện, nó ở trong động kim đỉnh, không phải thầy luyện đan thất tử đỉnh thì không thể luyện chế được. Hoàng đế đã thấy khỏe hơn, ông ấy cười nói, nếu không gặp tiên sinh thì tôi sắp chết rồi, cảm ơn tiên sinh. Ngô Bình nói, bệ hạ đừng khách sáo, khỏi bệnh rồi thì người định xử lý ngũ hoàng tử thế nào? Hoàng đế, chắc giờ nó đang chuẩn bị đường rút. Cứ để xem sao đã. Lúc trước vì sức khỏe yếu nên ông ấy mặc kệ chuyên tranh đấu giữa các hoàng tử, nhưng giờ đã khỏi bệnh thì phải khác. Ngày xưa, ông ấy có thể vượt qua bao hoàng tử khác để giành được ngôi vị, trò hiện giờ của ngũ hoàng tử chỉ như trò trẻ thôi.
Sau đó, Ngô Bình đã luyện đan xong, thành phẩm là đan dược nhị phẩm. Anh cho hoàng đế uống rồi liên tục đập vào người ông ấy để vận chuyển dược lực. 15 phút sau, hoàng đế chợt thấy gai người, các lỗ chân lông đều có chất dịch màu đen chảy ra. Ngô Bình đã chuẩn bị một cái chậu lớn, bên trong có đầy nước và hai viên đan dược, sau đó cho hoàng đế ngâm mình. Lúc này, hoàng đế đã hỏi thăm về lai lịch của Ngô Bình, tiên sinh là tu sĩ của tiên giới Thái Ất Ư. Ngô Bình, tôi ở tiên giới Nguyên Sử. Hoàng đế, ra vậy, chắc ở đó tiên sinh nổi tiếng lắm. Ngô Bình, tôi là thầy luyện đan kim tử đỉnh nên danh tiếng cũng tạm, cách đây không lâu tôi còn giành được vị trí đầu tiên ở đại hội quần hùng. Hoàng đế chấn động nói, vị trí đầu tiên ư, tiên sinh giỏi quá, tôi có biết đại hội này. Ngày xưa, tôi còn từng cử người đi tham gia nhưng không giành được thành tích. Ngô Bình, bệ hạ từng cử người đến đó ư. Hoàng đế gật đầu, đúng, ai chẳng muốn có truyền thừa của Nguyên Sử Đạo Tôn, nhưng khó quá nên cuối cùng không được gì. Tiên sinh giành được vị trí đầu tiên thì đúng là quá giỏi. Ngô Bình, tiên giới Thái Ất có nơi nào tương tự vậy không? Hoàng đế, tiên giới Thái Ất và tiên giới Nguyên Sử khác nhau. Hậu duệ huyết. Mạch của Thái Ất Đạo Tôn đã đoạn, đến Hoàng Triều Thái Ất cũng chẳng có quan hệ gì với Thái Ất Đạo Tôn cả. Chúng tôi chỉ nhận được một chút truyền thừa của Đạo Tôn thôi. Ngô Bình, Thái Ất Đạo Tôn không để lại thứ gì ư? Hoàng đế có, nhưng nơi đó rất nguy hiểm, rất nhiều người muốn vào nhưng cuối cùng đều thất bại. Ngô Bình nổi hứng hỏi, đó là nơi nào? Hoàng đế, tiên điện Thái Ất, tiên điện ấy thường trốn đi. Chỉ xuất hiện vào thời gian riêng, để tôi tính đã. Ông ấy ngẫm nghĩ một lát rồi nói, còn 7 ngày nữa và hay chính là ngày tiên đình xuất hiện, nhưng cửa của nơi này có lính canh, thực lực của họ rất mạnh, từng có cường giả đạo cảnh tầng thứ 9 vào thử nhưng kết quả vẫn bị chém chết tại chỗ. Ngô Bình, bệ hạ có biết vị trí của tiên điện không? Hoàng đế, đó là một chuyện cơ mật, nhưng tôi có thể nói cho tiên sinh biết. Ngô Bình, chữa khỏi bệnh cho bệ hạ xong, tôi muốn đến đó xem sao. Hoàng đế, nếu tiên sinh đi thì tôi sẽ tặng một món bảo vật. Nói rồi, ông ấy lất một cái bao tay trong pháp khí chữ đồ của mình ra, trên cái bao tay này khắc đầy phù văn, xung quanh có khí tức hỗn độn lưu chuyển. Hoàng đế nói, đây là găng tay oanh thiên, đeo lên thì có thể tung ra đòn sát thủ với kẻ thù, nếu đối thủ dưới tầng thứ 9 đạo cảnh thì không chết cũng bị thương nặng. Đương nhiên, nếu cậu đủ mạnh thì có thể phát huy uy lực lớn hơn. Ngô Bình cầm lấy cái găng tay rồi đeo lên tay phải. Ngay sau đó, trận pháp trong bao tay đã phát sáng, vô vàn các sợi tơ đã tiến vào bàn tay cùng ngón tay của anh rồi nối liền với thần kinh của anh. Sau đó, một luồng sức mạnh khủng khiếp đã tiến vào cơ thể Ngô Bình và kết hợp với thần anh của anh. Sức mạnh này rất lớn, dù tu đạo cảnh tầng thứ 3 cũng không thể chịu được. Mà chỉ dung hợp được một phần. Xong, Ngô Bình đã hấp thu sức mạnh của thiên ma và thiên thi nên có tiềm lực vô hạn, lực sinh mệnh cũng tăng cao nên không hề thấy có chút áp lực nào, anh đã luyện hóa được nó hoàn toàn. Loáng cái, găng tay oanh thiên đã dung nhấp vào tay Ngô Bình rồi biến mất. Chỉ anh sử dụng thì nó mới xuất hiện. Thấy thế, hoàng đế ngẩn ra rồi lẩm bẩm, cậu có thể luyện hóa được nó, đúng là không thể tin được. Đây là pháp khí hỗn độn đấy. Ngô Bình, đúng là đồ tốt, cảm ơn bệ hạ. Hoàng đế cười nói, tiên sinh đừng khách sáo, nhưng tôi có việc muốn xin cậu, hy vọng cậu có thể trở thành thầy luyện đan đứng đầu của Hoàng Triều tôi và thay tôi quản lý đan uyển Thái Ất. Đan uyển Thái Ất là một nơi rất quan trọng với Hoàng Triều này, nơi đây chuyên thu thập dược liệu cho các thầy luyện đan để luyện đan cho Hoàng Thất. Ngô Bình nói, tôi chỉ là một dã tu nên e không hợp quy cách. Hoàng đế nói, Ngô tiên sinh, cậu là thầy luyện đan kim đỉnh nên không một ai ở đây có thể so với cậu. Nếu cậu không hợp quy cách thì chắc không ai làm được nữa. Ông ấy nói tiếp, chỉ cần tiên sinh đồng ý thì cậu được sử dụng dược liệu trong đan uyển Thái Ất tùy ý. Hơn nữa, đan uyển đã thu thập được rất nhiều phương thức luyện chế và lò luyện, còn có vườn thuốc nữa, bên trong toàn dược liệu quý thôi. Ngô Bình bắt đầu dao động, anh ngẫm nghĩ rồi nói, được, tôi đồng ý. Hoàng đế cười nói, có tiên sinh giúp thì tôi yên tâm rồi. Một tiếng sau,
Ngô Bình đã loại trừ hết chất độc trong người hoàng thượng, đồng thời giúp ông ấy hồi phục toàn bộ tu vi. Thật ra hoàng đế là cường giả tầng thứ 9 đạo cảnh, nay đã khôi phục đến tầng thứ 8 rồi. Thêm một thời gian nữa thì ông ấy sẽ khôi phục lại như ban đầu. Hoàng đế khỏe lại một cái là mở triều ngay, ngũ hoàng tử nhận được tin xong thì lặn mất tăm. Nhưng kỳ tích là chỉ một tiếng sau, đã có vài cao thủ giải anh ta đến, họ vốn đều là thân tín của ngũ hoàng tử. Nhưng biết hoàng đế đã khôi phục tu vi thì họ phản bội ngũ hoàng tử luôn. Còn thái tử sống hay chết, ngũ hoàng tử và tam hoàng tử sẽ ra sao thì Ngô Bình không quan tâm. Vì anh đã được hoàng đế phong làm đại ti đan thầy luyện đan hoàng đầu ở đan uyển Thái Ất. Đan dược rất quan trọng với tu sĩ, đương nhiên cũng có tầm ảnh hưởng với một hoàng triều. Ngoài ra, thuế mà hoàng triều Thái Ất thu có hai loại liên quan đến đan uyển. Một cái là thuế dược liệu, một cái là thuế đan dược, hai loại này đều do đan uyển quản lý. Đan uyển còn có một vườn thuốc rất to với cực nhiều người làm. Ngoài tài nguyên ra còn có người nữa. Đan uyển có rất nhiều thầy luyện đan với đủ các cấp, và họ đều phải nghe lệnh Ngô Bình. Nhưng đan uyển cũng rất nhiều vấn đề, Ngô Bình vừa đến đã bất ngờ vì chẳng thấy ai. Tất cả thầy luyện đan đều đi đâu hết cả. Ngô Bình không hề buồn phiền, anh biết chắc chắn chuyện này có liên quan đến đại ti đan trước đó. Vì thế, anh đã gọi một tùy tùng đến rồi căn dặn, truyền lệnh của ta xuống dưới, ai có thể đến đan uyển trong nửa tiếng thì sẽ được thăng một chức quan, bổng lộc nhân đôi. Tên tùy tùng này là người mà hoàng đế cử làm chân sai vặt cho Ngô Bình nên lập tức đi ngay. Trên đời không bao giờ thiếu những người tham lam, ngay sau đó chưa đến 15 phút sau đã có 60% thành viên của đan uyển xuất hiện và lễ phép chào đón đại ti đan mới. Ngô Bình giữ lời lập tức thăng quan và tăng bổng lộc cho họ. So với đại ti đan trước thì anh mới là người nắm quyền thật sự. Thậm chí anh còn có thể trực tiếp thăng cấp cho các thầy luyện đan. Nhất phẩm không đủ thì phong làm đan vương. Ngô Bình biết mình mới nhận chức nên không thể thay đổi quá nhiều được, vì thế anh đã làm quen với tình hình ở đây trước, sau đó mới dần dần ban bố mệnh lệnh. Việc đầu tiên anh làm là vào xem vườn thuốc và chọn một ít cho vào đại thiên dược điển của mình, sau đó lại lấy một ít dược liệu trong đó mà bên ngoài không có để trồng. Có một tấm bia ngọc đứng trong đại điện của đan uyển, bên trên khắc tên của 13 loại đan dược. Chúng là đan dược mà đan uyển muốn luyện chế nhưng mãi không thành công, loại nào cũng đều rất chân quý. Hoàng đế thậm chí còn hạ lệnh ai có thể luyện chế được loại nào thì sẽ được nhận thưởng là một nửa thuế của hoàng triều, đồng thời được phong là đại ti đan. Ngô Bình biết muốn mọi người ở đan uyển phục thì buộc phải thể hiện bản lĩnh khiến người ta tâm phục khẩu phục. Vì thế, ngày thứ hai đến đan uyển, anh bắt đầu luyện chế đan dược trên bia. Loại đầu tiên tên là Ngọc Hồn Đan. Đan dược này có thể xóa bỏ tạp chất trong thần hồn, khiến thần hồn hóa ngọc, từ đó giảm hiểm họa trong khi tu hành. Nhưng chưa từng có ai luyện chế đan dược này thành công, nghe nói bên ngoài từng có người luyện được, nhưng tiên giới Thái Ất không mua được nên không có gì để nghiên cứu. Quyền lực của đại ti đan rất lớn, có nhà cùng phương thức luyện đan riêng. Nhưng Ngô Bình mới đến nên chưa có người thân tín. Vì thế anh quyết định trước khi luyện chế đan dược sẽ đến vũ trụ minh cổ một chuyến để đón nốt các cô vợ ở đó đến đây giúp mình quản lý nơi này. Trước đó, anh định đón người nhà của mình đến vũ trụ minh cổ, giao cho huyền minh giáo trong nom, nhưng sau kế hoạch đã thay đổi nên anh rất ít khi tới đó. Chuyến này đi, anh có như về quê. Giờ Ngô Bình là tu sĩ cảnh giới thần thông, tuy vũ trụ minh cổ là vũ trụ tầng thứ 3 đạo cảnh. Nhưng vẫn không thể chứa được một người có sức mạnh lớn như Ngô Bình, vì thế trước khi đến đó, anh cần áp chế thực lực, gần như giấu gần hết thực lực vào trong thời không chí cao nối liền với thần môn. Tuy đã giấu gần hết thực lực đi nhưng dẫu sao Ngô Bình cũng là cao thủ tầng thứ 8 thần thông nên thực lực vẫn vượt xa tu sĩ cùng cấp ở đây, không phải ai cũng có thể so bì được. Loáng cái, anh đã xuất hiện ở địa bàn của huyền minh giáo thuộc vũ trụ minh cổ, anh về đỉnh Cô Tú trước. Đỉnh này vẫn như vậy, Ngô Bình vừa xuất hiện đã nhìn thấy nhóm Vân Thường đang ngồi uống trà và trò chuyện trong hoa viên. Cảm thấy phía sau có người, họ ngoảnh lại thì nhìn thấy Ngô Bình. Lão gia. Vân Thường, Chu Khuynh Thành và Chu Thiên Mi cùng Bích Đào, Như Ngọc và Phương Phương đều đứng dậy rồi chạy về phía Ngô Bình. Ngô Bình cười nói, lâu anh không về,
các em vẫn khỏe chứ? Vân Thường đỏ mắt nói, lão gia, nếu anh còn không về thì chắc bọn em phải tự vẫn để bảo vệ mình mất. Ngô Bình nhíu mày, tuy anh không ở đây, nhưng Trương Cổ Nguyệt và Huyền Minh giáo chắc sẽ không dám bạc đãi thê thiếp của anh hỏi có chuyện gì thế? Chu Khuynh Thành, có một người tên là Triều Thiên Liệt xuất quan, hắn vừa ra ngoài thì đã muốn lấy thượng quan Băng Lan. Tuy giáo chủ đã hứa hôn cô ấy cho lão gia rồi, nhưng chuyện này cần sự đồng ý từ hai người nên bọn em cũng không nói gì. Ai ngờ, tên Triều Thiên Liệt kia vừa ra ngoài đã tuyên bố sẽ chiếm đỉnh cô Tú, hơn nữa còn ngông nghênh nói là đến lão gia cũng không thể đỡ nổi ba chiêu của hắn. Điều đáng hận hơn là hắn còn bắt bọn em làm nha hoàn cho thượng quan Băng Lan và cùng hầu hạ hắn. Ngô Bình, tên Triều Thiên Liệt này đang ở đâu, hắn cũng là người của Huyền Minh giáo ư? Vân Thường, hắn là con trai của một trưởng lão thuộc Huyền Minh giáo, cũng coi như người của giáo phái. Ngô Bình, anh biết rồi, các em yên tâm, anh sẽ trút giận cho các em. Dứt lời, anh lập tức đến tìm Trương Cổ Nguyệt. Trương Cổ Nguyệt đang ở trong đại điện Huyền Minh của Huyền Minh giáo, biết tin Ngô Bình đã về thì lập tức triệu tập các trưởng lão ra nghênh đón ngay. Ngô Bình bước vào thì vẫn hành lễ như đệ tử với Trương Cổ Nguyệt, giáo chủ. Trương Cổ Nguyệt cảm thán nói, cuối cùng con cũng về rồi. Ngô Bình thờ ơ nói, giáo chú, con nghe nói có một người tên là Triều Thiên Liệt chẳng những đòi lấy thượng quan Băng Lan, mà còn muốn động vào các thê thiếp của con ở đỉnh Cô Tú, giáo chủ có biết chuyện này không? Trương Cổ Nguyệt biến sắc mặt, sau đó khẽ gật đầu, ta có biết chuyện này, hơn nữa đã cảnh cáo Triều Thiên Liệt rồi, nhưng hắn bế quan xong thì tu vi đã tăng vọt nên giờ không coi giáo chủ là ta đây ra gì nữa. Con yên tâm, nếu hắn dám làm vậy thật thì Huyền Minh giáo sẽ không đội trời chúng với hắn. Ngô Bình, vậy ư, thế thì con phải gặp hắn mới được. Trương Cổ Nguyệt, Ngô Bình, ta biết con từ vũ trụ cao cấp hơn về nên thực lực đã tăng nhiều. Nhưng ta phải nói cho con biết là Triều Thiên Liệt cũng là một vũ trụ tầng thứ 10 đạo cảnh trở về như con. Theo hắn nói thì hắn đã trở thành đệ tử của một môn phái lớn nào đó. Ngô Bình cười mỉa, dù hắn có là trưởng môn thì con cũng có thể tát chết bằng một phát. Trương Cổ Nguyệt gật đầu, thế thì tốt, nếu con muốn gặp hắn thì để ta dẫn đường cho. Lúc này, Triều Thiên Liệt đang ở trong nhà mình. Hắn là một người rất thích khoe khoang nên dạo này toàn ở nhà, hàng xóm cùng bạn bè người thân ngày nào cũng tới chơi, ai cũng tung hô hắn lên tận mây. Là thiên hạ vô địch. Đương nhiên, đúng là hắn rất mạnh, dẫu sao cũng là người từng đến vũ trụ tầng thứ 10 đạo cảnh, hơn nữa còn tu luyện vài năm ở đó và trở thành đệ tử trung cấp của một môn phái lớn. Riêng điểm này thôi, hắn cũng có thể ngẩng cao đầu ở vũ trụ minh cổ rồi. Hiện giờ, thượng quan Băng Lan đang ở nhà họ Triều. Các nha hoàn đang trang điểm và làm tóc cho cô ta. Vì lát nữa Triều Thiên Liệt sẽ dẫn cô ta đi chào người thân cùng bạn bè, đảm bảo hôm nay sẽ bận nguyên ngày. Thượng quan Băng Lan thấy việc này không cần thiết, nhưng chỉ cần Triều Thiên Liệt vui thì cô ta sẽ phối hợp cùng. Dẫu sao hắn cũng là người đàn ông mạnh ấy ở vũ trụ này, cũng chỉ có người đàn ông như vậy thì mới xưng với cô ta. Trang điểm xong, thượng quan Băng Lan đã đi gặp Triều Thiên Liệt. Cô ta vừa bước vào thì đã có một bóng người đáp xuống. Làm sân của nhà họ Triều lõm xuống thành một cái hố lớn. Người đàn ông như ma thần này bước từ trong cái hố ra, thượng quan Băng Lan nhìn kỹ thì thấy là Ngô Bình, người từng được Trương Cổ Nguyệt đánh giá rất cao. Nhưng anh đã đi rồi mà, sao giờ lại quay về? Ai, một tiếng gầm giận dữ vang lên, Triều Thiên Liệt lao từ trong nhà ra rồi tức tối nhìn Ngô Bình. Ngô Bình thờ ơ quan sát Triều Thiên Liệt thì thấy người này cao lớn, nhưng mi tâm chứa đầy ngạo khí. Đôi mắt như mọc trên đỉnh đầu và đang hung hăng nhìn mình. Anh hỏi, nghe nói anh định bắt thê thiếp của tôi làm nha hoàn cho mình hả? Triều Thiên Liệt nghe thấy vậy thì cười khẩy, tôi nhớ rồi, anh là Ngô Bình. Ngày xưa, Trương Cổ Nguyệt muốn gả Băng Lan cho anh, ha ha, nhưng anh thấy mình có xứng với cô ấy không? Ngô Bình, thế nên anh làm vậy để trả thù à? Triều Thiên Liệt, đúng, trong mắt tôi thì anh chỉ như con kiến thôi. Tôi muốn làm gì cũng được. Ngô Bình thờ ơ nói, tôi có thể cho anh một cơ hội sống, đó là hãy cắt lưỡi của mình, sau đó tặng quà xin lỗi những người phụ nữ của tôi, làm vậy thì sẽ được miễn tội chết.
Triều Thiên Liệt sững người rồi bật cười ha hả, bảo tôi tự cắt lưỡi mình rồi tặng quà xin lỗi ư. Anh tưởng mình là ai hả? Quỳnh. Ngô Bình tiến lên một bước, khí tức quanh người bùng nổ, Triều. Thiên Liệt như bị một luồng uy áp khổng lồ chèn ép, toàn thân hắn run lên, gương mặt thì tái nhợt. Hắn hoảng sợ rồi run giọng nói, anh, sao anh lại mạnh như vậy? Ngô Bình cười khẩy, tôi đã cho anh cơ hội, nhưng anh không nắm lấy nên giờ chết đi. Dừng tay, Thượng quan Băng Lan tiến lên ngăn cản. Ngô Bình nhìn cô ta rồi nói, sao, cô muốn chết thay cho hắn à? Ngô Bình đã tha cho cô gái này một mạng, nhưng không có nghĩa sẽ chiều theo ý cô ta mà tha cho Triều Thiên Liệt. Thượng quan Băng Lan nói, Ngô Bình, anh có biết Thiên Liệt có thân phận thế nào không? Anh ấy là đệ tử của môn phái ở tiên giới Thái Ất thuộc vũ trụ tầng thứ 10 đạo cảnh đấy. Ngô Bình cười mỉa, tiên giới Thái Ất, tôi lại sợ quá cơ. Thế cô có biết tôi là ai không? Thượng quan Băng Lan cau mày, anh mới chỉ đến đại ngũ hành giới thuộc vũ trụ tầng thứ 9 đạo cảnh thôi chứ gì. Ngô Bình mặc kệ cô ta rồi nói với Triều Thiên Liệt, chắc anh biết Hoàng Triều Thái Ất chứ hả, trước khi anh chết, tôi sẽ nói cho anh biết thân phận của tôi. Tôi là thầy luyện đan Kim Đỉnh, hiện đang là đại ti đan của đan uyển Thái Ất. Với trình độ của Triều Thiên Liệt thì không đủ tư cách tiếp xúc với người ở tầng lớp này. So với Hoàng Triều Thái Ất thì môn phái của hắn chỉ bé như con kiến thôi. Cuối cùng hắn đã biết sợ rồi vội dập đầu với Ngô Bình, tiểu nhân sai rồi, tiên nhân không biết ngài là đại ti đan. Thượng quan Băng Lan cau mày hỏi, Thiên Liệt, đại ti đan là gì? Triều Thiên Liệt chán nản đáp, quyền lực của đại ti đan thậm chí còn hơn tể tướng, có thể trực tiếp thu thuế và quản lý việc luyện đan cũng như việc mua bán dược liệu của Hoàng Triều. Các đan đường và hiệu thuốc đều phải nộp thuế cho nơi này. Nhìn thấy Triều Thiên Liệt hèn mọn quỳ dưới chân Ngô Bình, Thượng quan Băng Lan cảm thấy rất kinh ngạc và hơi khó chấp nhận. Cô ta cứ ngỡ Triều Thiên Liệt là một người không sợ trời, chẳng sợ đất, nhưng sao giờ trông lại hèn mọn thế kia? Ngô Bình, giờ biết rồi thì chết thôi nhé. Anh giơ tay lên rồi đánh vào đầu Triều Thiên Liệt. Thượng quan Băng Lan hét lên, khoan. Xong. Ngô Bình không hề dừng tay. Một tiếng động vang lên, đầu Triều Thiên Liệt nứt ra, hình thần biến mất. Ngô Bình giết Triều Thiên Liệt xong thì nhóm Trương Cổ Nguyệt đến. Nhìn thi thể dưới đất, ông ấy thở dài nói, đây là do hắn tự chuốc lấy, ta đã cảnh cáo rồi mà không nghe. Sau đó, ông ấy nói với Thượng quan Băng Lan, Thượng quan Băng Lan, tôi đã nói với cô từ trước rồi, Triều Thiên Liệt này không thể so với Ngô Bình được đâu. Thượng quan Băng Lan nghệt mặt ra, mãi sau cũng không nói gì. Trương Cổ Nguyệt, trước kia thấy cô có thể chất thiên tuyển nên tôi mới ghép đôi cho cô với Ngô Bình, nhưng cô lại tự làm theo ý mình rồi đi theo Triều Thiên Liệt. Hai, tiền đồ tươi sáng coi như bị dập rồi. Thể chất thiên tuyển của Thượng quan Băng Lan chỉ có thể cường hóa thế chất cho người đàn ông khi họ phát sinh quan hệ lần đầu, nhưng tiếc là Thượng quan Băng Lan đã trao lần đầu của mình cho Triều Thiên Liệt rồi. Ngô Bình không quan tâm đến chuyện này, vì anh không có cảm xúc gì với Thượng quan Băng Lan cả. Hơn nữa, thể chất thiên tuyển gì đó cũng chẳng bằng một viên đan dược do anh luyện chế. Anh nói với Trương Cổ Nguyệt, giáo chủ, lần này đệ tử về đây xong chắc mai này sẽ không quay lại nữa. Huyền Minh giáo từng giúp đỡ đệ tử nên đây là những gì mà đệ tử báo đáp. Anh lấy một cái nhẫn chữ đồ ra rồi đưa cho Trương Cổ Nguyệt, bên trong có 10.000 tỷ tiền tiên. Số tiền này đủ cho Huyền Minh giáo sử dụng trong một thời gian dài. Trương Cổ Nguyệt nhận lấy rồi cảm động nói, thế này, nhiều quá. Phải biết rằng, tiền mà ngày xưa họ đưa Ngô Bình đến đại ngũ hành giới cũng là đi vay, cần rất lâu mới có thể trả được. Nhưng giờ Ngô Bình lại đưa cho Trương Cổ Nguyệt cả đống tiền, chỗ này đủ mua không biết bao nhiêu Huyền Minh giáo. Đưa tiền cho Trương Cổ Nguyệt xong. Ngô Bình chính thức chào tạm biệt ông ấy rồi về đỉnh Cô Tú để dẫn nhóm Vân Thưởng đến tiên giới Thái Ất, để họ giúp ảnh quản lý nơi đó. Ngô Bình cho mấy cô gái uống đan dược để họ nhanh chóng thích ứng được với môi trường ở tiên giới Thái Ất, đồng thời có tu vi không quá thấp. Sau đó, tu vi của họ sẽ tăng dần lên. Sau khi quay lại, Ngô Bình đã đến tìm Lạc Ngưng Đan để cô ấy làm trợ thủ cho mình. Khi anh không ở đây... Đan uyển Thái Ất sẽ do cô ấy quản lý. Lạc Ngưng Đan gần đây đang tu hành trong một duy độ cao nhất,
hiện giờ tu vi của cô ấy đã ở cảnh giới thần anh, trình luyện đan cũng tăng lên nhiều. Hôm nay, Ngô Bình đang xử lý công việc thì Hoàng đế đích thân dẫn vài quan lại thân cận đến tìm, Ngô Bình lập tức tiếp đón. Hoàng đế của Hoàng Triều Thái Ất tên là Đông Phương Anh Minh. Giờ ông ấy đã khôi phục lại phần lớn thực lực, đồng thời phe của ngũ hoàng tử cũng đã bị nhốt hoặc giết. Thái tử cũng đã được tìm về, tuy đã bị thương nhưng không nguy hiểm. Hoàng Triều Thái Ất đã bình thường trở lại, mà mọi thứ đều nhờ công của Ngô Bình nên Đông Phương Anh Minh rất cảm kích anh, vì thế mới đích thân dẫn người đến thăm. Ha ha, Đại Ti Đan, Khanh là thầy luyện đan kim đỉnh thì đã luyện chế ra đan dược mới nào chưa? Ngô Bình đáp, nhờ phúc của bệ hạ, thần mới luyện chế được một lò ngọc hồn đan, mời bệ hạ xem. Nghe thấy là ngọc hồn đan, các thầy luyện đan cùng quan lại ở đây đều sững người. Ngọc hồn đan là một trong 13 đan dược trên bia ngọc mà, sao Ngô Bình có thể luyện chế SDC? Đông Phương Anh Minh sáng mắt lên rồi vội vàng cầm lấy viên đan dược rồi cảm thán, ngọc hồn đan. Ngày xưa, ta mà có viên đan dược này thì cơ thể đã không xuất hiện nhiều vấn đề như thế. Sau đó, ông ấy nói, truyền chỉ của trẫm, Đại Ti Đan luyện chế được ngọc hồn đan nên đã lập công lớn, thưởng nửa năm thuế của Hoàng Triều. Ngô Bình không khách sáo mà nói ngay, tạ bệ hạ. Đông Phương Anh Minh cười nói, Đại Ti Đan, có Khanh ở đây thì Hoàng Triều không cần nhìn sắc mặt của Ngọc Hư Đan Tông nữa rồi. Ngô Bình đã từng nghe nói đến Ngọc Hư Đan Tông, đó là một môn phái luyện đan nổi tiếng ngang tử đỉnh môn, tầm ảnh hưởng cũng rất lớn ở tiên giới. Anh hỏi, bệ hạ, đan dược của Hoàng Triều còn cần mua từ Ngọc Hư Đan Tông ạ? Đông Phương Anh Minh gật đầu, có nhiều đan dược mình không luyện chế được hoặc luyện ra chất lượng không cao, mà không có thì phải mua thôi, nhưng Ngọc Hư Đan Tông ra giá cao lắm, lấy viên đan dược này làm ví dụ nhé. Ông ấy lấy một viên đan dược màu tím ra nói, đây là thủy hỏa luyện hình đan có thể tăng thế chết, nó chỉ là đan dược cấp 6 thôi nên không khó luyện chế. Nhưng trước cai, đan uyển không thể luyện ra thành phẩm cực phẩm được, trong khi luyện hình đan cực phẩm mới có hiệu quả tốt nhất và phù hợp cho con cháu trong hoàng tộc dùng. Vì thế, chúng ta đành phải mua của Ngọc Hư Đan Tông, một viên có giá 10 triệu tiền tiên đấy. Mà hàng năm Hoàng Triều đều dùng hết cả 100.000 viên trở lên. Thành ra tốn cả mớ tiền. Còn nhiều trường hợp như vậy lắm, thành ra đan vào số vào không bằng số ra, thuế thu không đủ dùng, toàn phải bù thêm tiền. Ngô Bình nhìn viên đan dược rồi nói, việc này thì bệ hạ cứ yên tâm, sau này đan uyển sẽ không cần mua một loại đan dược nào từ Ngọc Hư Đan Tông nữa. Nghe thấy thế, Hoàng đế cũng nghĩ là Ngô Bình chém gió. Phải biết rằng Hoàng Triều cần rất nhiều đan dược. Chủng loại cũng nhiều nên dù một người có giỏi đến mấy cũng không thể tinh thông hết các loại đan dược được. Một thầy luyện đan nói, Đại Ti Đan, dù ngài luyện chế được thì chắc cũng không thể cung cấp được nhiều đan dược đâu nhỉ. Ngô Bình, đan dược tôi luyện chế có hạn, nhưng có thể dạy cho người khác. Đan uyển có mấy chục nghìn thầy luyện đan, tôi chỉ cần chỉ dẫn một chút là họ có thể luyện chế đan dược chất lượng cao rồi. Hoàng đế mừng rỡ nói, Đại Ti Đan thật hào phóng, vậy thì tốt quá rồi. Đan Uyển cũng từng bồi dưỡng thầy luyện đan, nhưng khó tìm được ai giỏi như Ngô Bình mà chịu dạy lại cho người khác. Đông Phương Anh Minh đi rồi, Ngô Bình tập trung hết các thầy luyện đan lại rồi bắt đầu kiểm tra họ. Anh kiểm tra từ lý giải về dược tính đến hiểu biết về nền tảng luyện đan. Với những người có kiến thức cơ bản kém, anh yêu cầu họ phải học tập bổ sung ngay. Đồng thời còn tự viết tài liệu cho họ học. Những ai học xong vẫn không đạt thì sẽ bị đuổi. Với những người đã có nền tảng vững chắc, Ngô Bình cho họ luyện chế vài loại đan dược theo lĩnh vực sở trường, từ đó sẽ khiến họ quen tay hay việc. Cuối cùng thì anh sẽ chỉ dẫn thêm, như vậy là họ có thể luyện chế ra đan dược có chất lượng cao rồi. Chuyện khảo sát thì Ngô Bình giao cho Lạc Ngưng Đan, còn mình thì mỗi ngày đều dành ra 1 đến 2 tiếng để chỉ dạy. Thời gian còn lại thì anh dành để tu luyện. Vân Thường chủ yếu phụ trách việc sổ sách tiền nong, chỉ vài ngày sau là cô ấy đã phát hiện ra không ít lỗ hổng. Ví dụ như giá mà quan lại bên dưới báo quá cao, chất lượng dược liệu không đạt tiêu chuẩn, rồi các thầy luyện đan tham mưu đan dược và dược liệu hay cấu kết với bên bán dược liệu. Với những chuyện này, Ngô Bình không nhắc lại, nhưng không cho phép việc đó tiếp diễn, nếu có ai tái phạm thì sẽ bị nghiêm trị và tịch thu toàn bộ tài sản.
Anh là thân tín của hoàng đế và nắm quyền lớn trong tay nên quả nhiên những người khác đã biết điều hẳn, thi thoảng có vài người vẫn dở trò thì đã bị xử lý ngay. Đan Uyển có một hệ thống tài chính độc lập, dù hoàng thất cần sử dụng đan dược ở đây thì cũng cần mua bằng tiền. Trước đó, hoàng thất và quân đội đã hơn một năm không kết toán nên nợ lại một khoản lớn. Đại thi đan trước kia cứ đôi ba bữa lại phải đi đòi tiền, Ngô Bình lấy giấy nợ xong thì trực tiếp đi tìm Đông Phương Anh Minh. Số tiền hoàng thất nợ trong hơn một năm qua là 274.000 tỷ. Đến Đông Phương Anh Minh nghe xong cũng giật bắn mình, sau đó gọi đại thần tài chính đến tính toán thì thấy tiền trong quốc khố không còn nhiều, chỉ có thể trả trước một nửa thôi, số còn lại sẽ trả nốt vào tháng sau. Hoàng đế rất giận, ông ấy nhớ là vài năm trước quốc khố còn rất nhiều tiền, chắc chắn đã có vấn đề gì đó. Vì thế tiếp theo đây, hoàng đế đã đích thân đi kiểm tra. Kết quả là đã phát hiện khá nhiều quan lại tham ô, sau đó những người này đã bị tịch thu tài sản. Dù có nhiều người là hoàng thân quốc thích thì vẫn bị xử lý như thường. Trong một tháng ngắn ngủi, quốc khố đã tăng lên đáng kể. Cuối cùng, đến thái tử và các hoàng tử cũng phải đóng góp và nôn tiền của mình ra. Sau đó, Ngô Bình lại đến quân đội, đón. Tiếp anh là một vị quan lớn, ăn nói rất khách sáo nhưng đòi tiền thì lại bảo không có. Ngô Bình không làm gì hết mà dừng ngay việc cung cấp đan dược, hiện tại Hoàng Triều Thái Át cũng không yên bình, đang có man tộc đe dọa ở phương Bắc, nội cảnh cũng có quân phản động, bên ngoài thì có nhiều khu vực cần cử binh đến đánh chiếm nên họ có nhu cầu rất cao về đan dược. Ví dụ như đan dược trị thương, đan dược nâng cao lực chiến đấu, đan dược tăng cường tiềm lực. Không có số đan dược này thì quân đội của Hoàng Triều gần như không thể hành quân được. Chưa đến 3 ngày. Các quan võ đã không ngồi yên được nữa, đầu tiên họ đến kể khổ với hoàng đế. Nhưng hoàng đế lại nói đến mình còn phải trả nợ thì họ cứ liệu mà làm. Vì thế, ngày hôm đó quân đội đã mang tiền đến trả nợ cho Đan Uyển, bấy giờ Ngô Bình mới tiếp tục cung cấp đan dược. Loáng cái, 7 ngày đã trôi qua, Ngô Bình đến tìm Đông Phương Anh Minh rồi bảo ông ấy dẫn mình đến Tiên Điện Thái Ất. Trong Hoàng Triều Thái Ất có một nơi rất hoang vắng. Xung quanh toàn là bách đá cùng núi hoang, không thấy có hơi người. Khi trời còn chưa sáng, hai người đã đến đây rồi. Đông Phương Anh Minh nhìn chăm chí lên đỉnh núi rồi nói, nếu không có gì nhầm lẫn thì nửa tiếng nữa, đúng lúc mặt trời ló dạng thì Tiên Điện Thái Ất sẽ xuất hiện ở đó. Đến lúc ấy, Đại Ti Đan có thể đến kiểm tra. Ngô Bình, truyền thừa của Hoàng Triều Thái Ất có liên quan gì đến nơi đó không? Đông Phương Anh Minh đáp, rất lâu trước kia, tổ tiên của nhà họ Đông Phương chúng tôi đã đến Tiên Điện và gặp một người đã bị thương nặng xông từ bên trong ra. Tổ tiên của nhà tôi đã dốc sức chữa trị cho người đó, nhưng người đó vẫn không qua khỏi. Trước khi chết, người đó đã truyền thụ một bộ công pháp cho tổ tiên tôi. Ngô Bình, từ Tiên Điện ra, hơn nữa còn bị thương nặng. Điều này chứng tỏ trong Tiên Điện không an toàn. Đông Phương Anh Minh. Bao năm trôi qua rồi nhưng có ai vào trong thành công đâu, vì thế tình hình bên trong thế nào ta cũng không rõ lắm. Ngô Bình gật đầu, muốn biết thì phải vào trong thôi. Hai người trò chuyện một lát thì phía đông bừng sáng, mặt trời xuất hiện, sau đó có một cung điện nguy nga hiện lên. Ngô Bình lập tức bay đến đó. Có 4 hộ vệ mặc áo giáp đứng trước cửa, chắc đều là con rối. Họ vốn đều là người sống nhưng đã bị Tiên Điện khống chế nên trở thành hộ vệ ở đây. Nhìn thấy Ngô Bình đến gần, một hộ vệ lạnh lùng nói, muốn vào thì phải đánh bại chúng tôi trước đã. Ngô Bình có tu vi cao thâm, nhưng vẫn lấy găng tay oanh thiên cùng nhẫn cửu long ra, sau đó chậm chậm tiến lên. Khi anh còn cách hộ vệ hơn chục mét thì nhóm hộ vệ đã ra tay, cả bón cùng tấn công anh. Lúc này, Ngô Bình chợt tách làm 4 người. 4 loại thần thông của anh tương ứng với 4 loại tương chí tôn nào đó rồi xuất hiện quanh người anh. Quỳnh. Ngô Bình nhân đó ra tay luôn, găng tay oanh thiên phát huy tác dụng, một chưởng đã đánh bay một hộ vệ. Sau đó, thi triển 3 hợp nhất, tương thân áo, tương thần áo, tương huyền áo, đánh bay hộ vệ thứ 2 bằng một chưởng. 2 hộ vệ còn lại tấn công từ 2 phía, Ngô Bình đấu với họ 7, 8 chiêu rồi lại thi triển tứ tương hợp nhất. Gọp bón loại thần thông lại rồi phát huy u lực ngất trời, sau đó đã đánh bay ngay một hộ vệ. Đây chính là tài năng của cảnh giới vạn tương, có thể hợp nhiều tương lại thành một.
Uy lực của các tổ hợp này có uy lực rất lớn, luôn sinh ra hiệu quả bất ngờ. Cuối cùng chỉ còn một hộ vệ nên chỉ vài chiêu sau là gục. Đông Phương Anh Minh ở phía xa thấy thế thì kinh ngạc lẩm bẩm, mạnh quá. Đánh bại các hộ vệ như trò chơi luôn. Lúc này, cửa của tiên điện Thái Ất chậm chậm mở ra, Ngô Bình bước vào. Anh cảm thấy bên trong chứa đầy khí tức hỗn độn, so ra còn tinh thuần hơn khí tức của thiên thi hỗn độn. Mặt đất rất bằng phẳng, không đi bao xa đã nhìn thấy có một người đàn ông cao lớn đang đứng một chỗ, khí tức hỗn độn vận chuyển quanh người này, đôi mắt phun ra lửa màu vàng, từng hơi thở đều khiến không gian biến đổi. Ngô Bình híp mắt lại, không biết đây là ai, lẽ nào cũng là người từ bên ngoài vào. Anh quan sát một lát thì thấy thực lực của người này cực mạnh, nhưng khí tức trên người rất yên bình, hình như đang ở trạng thái say ngủ. Anh thoáng do dự rồi đi tới, khi còn cách người đó 5 bước thì người đàn ông chợt quay lại, sau đó giơ tay túm lấy tay Ngô Bình. Ngay sau đó, Ngô Bình cảm giác như người này đã túm vào tay mình nãy giờ, khiến anh không thể né được. Lực tay của người này rất mạnh, như thể sức mạnh của đất trời đều tập trung ở đây, khiến anh tắt luôn ý định phản kháng. Người đàn ông quay lại rồi quan sát Ngô Bình bằng đôi mắt rực lửa, sau đó thờ ơ nói, tư chất của cậu rất được. Miễn cưỡng có thể tiếp nhận được truyền thừa của ta. Ngô Bình hỏi, tiền bối là ai? Người đàn ông cười đáp, ta là hóa thân của Thái Ất Đạo Tôn, ở lại đây để tìm một người truyền thừa thay ta trông coi tiên giới Thái Ất. Ngô Bình thấy hơi khó hiểu, Đạo Tôn, tu vi của ông rất cao thâm, vậy cần gì người khác bảo vệ tiên giới giúp mình? Người đàn ông, bản tôn của ta bị nhốt ở hỗn độn giới. Mà tiên giới này là cội nguồn sức mạnh của ta nên cần có người bảo vệ. Ngô Bình không khỏi nghĩ tới ý chí vũ trụ mà mình từng gặp trước kia, thậm chí còn nhờ anh đối phó với giặc xâm nhập hộ, lẽ nào Thái Ất Đạo Tôn cũng có yêu cầu như vậy? Anh ngẫm nghĩ rồi nói, Đạo Tôn, lẽ nào có một sự tồn tại mạnh mẽ nào đó đang hủy hoại thế giới linh đài của ông à? Người đàn ông, căn bản của tu sĩ đạo cảnh nằm ở linh đài. Có nhiều tu sĩ đã ăn nuốt linh đài của người khác để tăng thực lực cho mình. Cách làm này có rất nhiều loại, nếu không có người bảo vệ thì rất dễ bị mất. Một khi ta mất linh đài thì sẽ trở thành nước không nguồn, cây không rễ. Ngô Bình gật đầu, vãn bối hiểu rồi. Tia sáng trong mắt Thái Ất Đạo Tôn chợt bay ra rồi chui vào mắt Ngô Bình. Kinh nghiệm tu hành cả đời, các công pháp mạnh mẽ, các thần thông vô địch. Trí tuệ vô thượng cùng ký ức trong thức hải của ông ấy đều truyền cho Ngô Bình qua ánh má. Nhận được truyền thừa xong, Ngô Bình nhìn thẳng rồi ngẩn ra tại chỗ, mãi sau không cử động. Không biết bao lâu sau, anh mới hoàn hồn nhưng không còn thấy người đàn ông đâu nữa. Bây giờ, anh đã tiêu hóa được hết các ký ức cùng truyền thừa ấy và biết trong tiên điện có 4 chú ngôn, 5 thần thông cùng 5 đạo phù mà đạo tôn để lại. Sau đó, anh phát ra một âm thanh, không gian xoay chuyển, biến chủ lực bay ra rồi hòa vào trong cơ thể anh. Anh lại vỗ tay một cái, 5 tiên quang bay ra rồi ngưng tụ thành 5 thần thông trong người anh. Cuối cùng, anh vung tay lên, 5 đạo phù bay ra, trên mỗi đạo phù đều có đạo khí vận chuyển. Ngô Bình không quan sát kỹ mà cầm chúng lên rồi rời khỏi tiên điện Thái Ất. Lúc này, Đông Phương Anh Minh đã chờ ở bên ngoài rất lâu. Khi thấy tiên điện dần biến mất, ông ấy cuống lên. Nếu Ngô Bình không thể ra ngoài kịp thời thì chắc sẽ mất tích cùng tiên điện mất. May mà không lâu sau, anh đã xuất hiện rồi đi về phía ông ấy. Đông Phương Anh Minh mừng rỡ hỏi, Đại Ti Đan, cậu có thu hoạch gì không? Ngô Bình, cũng có một chút, tôi cần về bế quan để lĩnh ngộ một thời gian. Đông Phương Anh Minh biết chắc chắn Ngô Bình đã nhận được lợi ích nào đó nên vội nói tốt, chúng ta về thôi. Về đến Đan Uyển, Ngô Bình vừa tu luyện vừa xử lý công việc. Trong một tháng sau đó, nhờ sự huấn luyện cùng dẫn dắt của anh, mấy nghìn thầy luyện đan đã thành công luyện chế được vài loại đan dược, từ đó giảm phần lớn chi phí mua đan dược bên ngoài và cũng tăng thêm thu nhập cho Đan Uyển. Thậm chí nhờ kế hoạch của Ngô Bình mà họ còn nghiên cứu ra một loại đan dược có hiệu quả tốt hơn mà xưa nay chưa từng có, sau đó cung cấp cho Hoàng thất và quân đội. Không chỉ thế, Lạc Ngưng Đan còn mở lớp bồi dưỡng thầy luyện đan, đào tạo ra rất nhiều thầy luyện đan hợp quy cách cho tiên giới Thái Ất. Hơn nữa,
các thầy luyện đan được bồi dưỡng chỉ học vài loại đan dược khi bắt đầu. Chờ họ học thành rồi thì cũng chỉ có thể luyện chế những loại mà mình học, như vậy có thể nâng cao hiệu suất và chất lượng của đan dược. Thời gian qua, Ngô Bình đã tu luyện thành công 4 loại chú pháp và 5 loại thần thông rồi dung hợp cùng Tương Chí Tôn. Sau đó, anh lần lượt dung nhập 49 Tương Chí Tôn cùng với các thần thông. Nhưng việc này cần tiêu tốn rất nhiều thiên tài địa bảo, mỗi khi dung hợp được một Tương Chí Tôn đều tốn cả chục tỷ tiền đại đạo. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, Ngô Bình còn có rất nhiều thần thông chưa dung hợp, vì thế sẽ còn tốn nhiều tiền tiếp. Tuy chưa chắc anh đã có đến con số chục nghìn tương, nhưng trên 1.000 thì vẫn có. Anh đã tu luyện tinh thuật, áo thuật, thần thông và chú pháp, chúng đều có thể ngưng tụ ra tương của mình. May mà Ngô Bình đang không thiếu tiền, dù anh đang tiêu rất nhiều tiền, nhưng thu nhập đầu vào vẫn không giảm. Trong thời gian này, anh đã luyện chế thành công hết đan dược trên bia ngọc và nhận được phần thưởng một nửa tiền thuế trong 6 năm của Hoàng Triều. Đương nhiên, Hoàng Triều Thái Ất không thể có khoản tiền ấy ngay được, vì thế đành nợ tạm. Nhưng Ngô Bình có thể trừ thẳng vào lợi nhuận của Đan Uyển hoặc dùng dược liệu của Đan Uyển để gán nợ. Sau hàng loạt chính sách của Ngô Bình, Đan Uyển Thái Ất như đổi giao diện mới. Tháng này, lợi nhuận đã trên 30.000 tỷ tiền đại đạo, đấy còn chưa kể nhiều khoản chưa thu tiền. Chờ Đan Uyển ổn định, anh bảo Lạc Ngưng Đan trấn thủ ở đây, còn mình thì về Cửu Dương Cảnh. Liễu Tam Tương và Hắc Tướng vẫn chờ anh ở đây nên anh cần quay về một chuyến, tiện thể thử đi mở kho báu Thái Nhất. Đương nhiên, chuyện quan trọng nhất là anh đã đạt đến tầng thứ 10 thần thông nên cần phải trùng sinh để tu hành lại. Giờ anh có thể đột phá lên đạo cảnh luôn, nhưng làm vậy sẽ có hiểm họa lớn. Nếu muốn loại bỏ những nguy hiểm ấy thì anh cần trùng sinh một kiếp, chỉ có như vậy thì mới có nền móng vững chắc như tu sĩ ở vũ trụ chính. Sau khi về Cửu Dương Anh, Ngô Bình đã nhìn thấy Liễu Tam Tương và Hắc Tướng. Biết anh đến, tông chủ thần bằng của Ngạo Thế Đan Tông đã tới nghênh đón, nói là sẽ mở tiệc chiêu đãi anh nhưng đã bị Ngô Bình từ chối. Anh chào tạm biệt thần bằng rồi dẫn Liễu Tam Tương, Ninh Chức Tuyết, Hắc Tương, Băng Ngọc và Hồ Tông Linh quay lại đại ngũ hành giới. Bây giờ, tu vi của Ngô Bình đã rất cao. Lần này anh quay lại thế giới linh đài thuộc tầng thứ 9 đạo cảnh thì nhìn nhận mọi thứ rõ ràng hơn. Anh thấy phía sau đại ngũ hành giới còn nối liền với một thế giới khác, mà thế giới ấy lại nối liền với rất nhiều thế giới linh đài giống đại ngũ hành giới. Có khá nhiều thế giới ở vũ trụ chính, trong đó hỗn độn giới là có cấp bậc cao nhất, tiếp đến là tiên giới và linh giới. Trong đó có 36 tiên giới nổi tiếng. Tiên giới Thái Ất và tiên giới Nguyên Sử là hai trong 36 tiên giới nổi tiếng ấy, còn linh giới thì có đến mấy trăm cái. Ngô Bình nghi thế giới nối liền với phía sau của đại ngũ hành giới có thể là một tiên giới hay linh giới nào đó. Anh không nghĩ ngợi nhiều mà đi đến Thái Chân Môn một chuyến, sau đó gặp Thái Chân Lão Tổ Tả Thiên Thu. Thái Chân Lão Tổ cũng đã có tu vi tầng thứ 7 thần thông, nhưng so với Ngô Bình thì kém hơn rất nhiều. Lần này gặp lại, hai người đã có sự chênh lệch lớn. Thái Chân Lão Tổ cảm thán rồi trò chuyện với Ngô Bình trong vườn thuốc rất lâu. Sau đó, anh lại đến Thiên Khanh. Nơi này khá thần bí, anh muốn xuống tầng cuối cùng xem bên trong còn có thứ gì hay không. Lần trước, anh đã xuống đến vị trí sâu hơn 8.000 mét và tìm được huyết thịt thần minh, quả xà thần. Lần này, anh muốn tiếp tục xuống sâu hơn để xem còn thứ gì không. Sau khi xuống qua độ sau 8.000 mét thì cảm giác áp lực đã mạnh hẳn, nhưng thực lực của Ngô Bình đã mạnh hơn trước rất nhiều nên chút áp lực này không là gì với anh cả. Lúc này, anh cảm thấy có một luồng sức mạnh rất ngang ngược. Ngô Bình khởi động khả năng nhìn xuyên thấu thì nhanh chóng phát hiện cách đó không xa có một cái cây cổ thụ. Phải đến hai người mới ôm hết cái cây này, thân cây có màu xanh, chỗ nào cũng có vết nứt. Cây cao đến vài chục mét. Hơn nữa còn tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. Ngô Bình nhìn chăm chú vào cái cây thì chợt trên cây xuất hiện một con mắt, nó cũng nhìn anh chằm chằm, sau đó rễ cây dưới đất ngoi lên, loáng cái đã quấn vào chân Ngô Bình rồi kéo anh xuống dưới. Ngô Bình nhấc chân lên, một sức mạnh khủng khiếp đã chặt đứt cái rễ, sau đó anh cười lạnh một tiếng rồi tung một đòn vào thân cây. Một tiếng động lớn vang lên, vỏ cây nổ tung để lộ ra thân cây bên trong. Có một chất dịch như máu chảy ra.
bên trong cây lại là em mờ áo thịt, chứ không phải sợi thực vật. Lúc này, trên cây đã có cả trăm con mắt đang nhìn Ngô Bình với vẻ giận dữ. Anh hỏi, ngươi là quái vật gì? Đột nhiên có một tiếng động vang lên, Ngô Bình nhanh chóng né đi thì thấy có một quả cao hơn 2 mét rơi xuống, nó có màu vàng, dài 2 mét, rộng 1 mét, hai phía đầu nhọn, ở giữa tròn xoe. Sau khi rơi xuống, nó đã nổ tung rồi có một con quái vật hình người nhảy ra, nó có cái miệng chim, đôi mắt trông cũng rất quỷ dị. Nó không mặc quần áo, trên người toàn lông màu vàng, nó vừa xuất hiện thì đã hét lên rồi tấn công Ngô Bình. Ngô Bình vào thế rồi chiến đấu với nó, tuy anh không dùng hết sức nhưng đã dùng đến 50% sức rồi mà cũng chỉ đánh ngang cơ với nó thôi. Sau một hồi thăm dò, anh mới dồn toàn lực đánh bại con quái vật, sau đó ném cho thiên ma. Gen của thứ này rất lạ, anh cảm thấy sẽ có hiệu quả với thiên ma. Đương nhiên, thiên ma hấp thu sức mạnh của nó xong thì anh sẽ đoạt lại sức mạnh ấy, từ đó gián tiếp lĩnh ngộ ưu điểm của sinh mệnh này. Thấy không ổn, cái cây rụng xuống thêm 3 quả nữa. Trong đó có một quả dài hơn 3 mét, cái đầu khá to. 3 quả cùng nổ tung rồi có 3 con quái vật mặt chim xuất hiện, một con đầu nhỏ, hai con đầu to, tất cả cùng tấn công Ngô Bình. Đối phó với một con quái vật mặt chim mà Ngô Bình đã phải dùng đến 50% sức lực, giờ có thêm 2 con nhỏ một con to cùng tấn công anh thì anh lập tức thấy bị chèn ép ngay. Nhưng anh đã thi triển một tài năng, các tương hợp nhất cùng 4 loại áo thuật thì mới miễn cưỡng giữ thế cân bằng. Sau khi giao chiến một lúc, Ngô Bình thấy cứ như vậy không phải cách hay nên đã sử dụng một thát nhất đạo phù. Anh chưa chính thức dùng phù chú này bao giờ, nay vừa thi triển thì đạo phù đã tỏa ra sát quang kinh thiên như tia sét chiếu sang không gian. Sau khi tia phù quang ấy quét qua, 3 con quái vật đã nằm gọn dưới đất, con đầu to bị chém thành 2 nửa, con nhỏ thì đầu lìa khỏi cổ, đã bị đạo phù chém chết. Ngô Bình cảm thán nói, đúng là phù chú do cường giả hỗn độn làm có khác, mạnh thật đấy. Con mắt trên cây trợn trừng, sau đó trên đó đã xuất hiện một cái miệng run giọng nói, xin đừng giết tôi. Ngô Bình cười mỉa, giờ mới biết xin tha à, ban nãy người còn đòi giết ta cơ mà. Cái cây khẩn thiết nói, tôi sai rồi. Ngô Bình hỏi, ngươi là thứ gì? Cái cây, tiểu nhân vốn là hạt giống của thời thượng cổ, sau đó đã đâm chồi ở đây. Trong quá trình trưởng thành, tiểu nhân đã cắn nuốt khá nhiều sinh linh lợi hại nên đã có được chút thành tựu như bây giờ. Ngô Bình hỏi, mấy thứ đó đều là quả của ngươi à? Là sức mạnh chuyển hóa từ quả, nhưng các quả này chưa chín, không thì chưa chắc đã thua. Ngô Bình nhảy lên ngọn cây thì thấy trên này còn 8 quả nữa, màu sắc cùng kích cỡ của chúng không giống nhau. Anh dùng kiếm bổ một quả ra thì thấy bên trong chứa đầy chất dịch màu vàng. Anh dùng tay quệt một cái đưa lên miệng nếm thử thì thấy có dược lực bức người, anh có thể dùng các dược lực này để luyện chế một loại đan dược có khả năng nâng cao thể chất và lực tinh thần. Anh lập tức trả lại chất dịch lên vỏ quả, đồng thời hái hết chúng xuống rồi nói, ta lấy hết chỗ quả này. Tuy cái cây rất xót của nhưng không dám nói gì. Ngô Bình không đi xuống sâu tiếp nữa. Mới ở độ sâu 9.000 mét mà anh đã gặp một con quái vật mạnh thế này rồi, chắc hẳn thứ bên dưới anh sẽ khó mà chống lại được nên anh quyết định lần sau sẽ quay lại khám phá tiếp. Anh rời khỏi Thiên Khanh rồi trở lại vườn thuốc. Liễu Tam Tương cũng vẫn tu luyện, hiện giờ đã ở tầng thứ 9 thần thông. Công tử, người chỉ cần trải qua đại thần kiếp nữa và ngưng. Tụ ra dương thần là có thể chuyển thế trùng sinh rồi. Ngô Bình, không biết còn bao lâu nữa đại thần kiếp mới đến, nhưng đúng là vẫn cần chuẩn bị một chút. Anh ngẫm nghĩ rồi nói, tôi vẫn cần đến thế tục một chuyến để sắp xếp trước. Liễu Tam Tương, thân phận của công tử tôi đã sắp xếp xong rồi, có muốn đi xem không? Ngô Bình hỏi, thân phận gì thế? Liễu Tam Tương, một thiếu niên 17 tuổi, vẫn đang đi học. Thân phận của Vương Thế An thì sao? Liễu Tam Tương, cậu ta là bạn học của công tử, nhưng kém hơn một tuổi. Nói rồi, ông ấy đã lấy một bức ảnh ra, đó là ảnh của một cậu trai có làn da rất trắng, ngũ quan chính trực. Tuy không quá đẹp trai, nhưng cũng trong hàng tốt. Người này tên gì? Cũng là Ngô Bình, Liễu Tam Tương cười nói, năm xưa,
tôi tìm trong vài trăm người trùng tên thì thấy cậu ta phù hợp nhất. Cụ thể sẽ thế nào? Ngô Bình hỏi. Liễu Tam Tương, tôi sẽ dẫn Ngô Bình rời khỏi trường. Sau đó, Vương Thế An sẽ cướp thân phận của cậu ta, còn công tử sẽ biến thành hình dạng của cậu ta. Nhưng nếu làm thế thì tu vi của công tử sẽ mất hết, phải tu luyện lại từ đầu. Đương nhiên, một khi công tử bắt đầu tu luyện thì tu vi sẽ nhanh chóng khôi phục ngay. Ngô Bình, không sao, nhưng người này mình sẽ xử lý thế nào? Liễu Tam Tương, đón cậu ta đến Cửu Dương Cảnh rồi cho sống sung sướng. Thân phận của Ngô Bình này có khiếm khuyết bẩm sinh. Đến đây rồi, chẳng những cậu ta thành người khỏe mạnh, mà còn có nhiều tiền để tiêu và sống một cuộc sống trong mơ. Với cậu ta mà nói thì đây là một chuyện tốt, chắc chắn cậu ta sẽ rất vui. Ngô Bình gật đầu, Liễu Tam Tương, công tử, còn một chuyện nữa. Sau khi trùng sinh, trong 3 năm công tử sẽ không được gặp người bên ngoài, nhất là kết giao với người khác. Ngô Bình, thế tôi mang theo mấy thứ như đan dược được chứ? Đương nhiên không được, lúc này, Vương Thế An đã biến mất từ lâu chợt xuất hiện. Trông cậu ta có vẻ đã khôi phục tu vi, gương mặt thì đang tươi cười. Ngô Bình, Tiểu An, người đi đâu thế hả? Vương Thế An, đi chơi ở Thế Tục. Ngô Bình, ban nãy người bảo ta không được mang đồ của mình theo ư. Vương Thế An, sau khi trùng sinh, ký ức của ngươi sẽ mất hết, như thế mới có thể tiếp nhận được ký ức của chủ thể. Ngô Bình cam mày, còn phải đổi sang ký ức của người khác ư. Thế thì biến luôn thành người khác à? Vương Thế An, chỉ là ban đầu thôi, hơn nữa chúng ta sẽ giữ lại một chút kinh nghiệm cùng trí thông minh cho ngươi, ví dụ như công pháp, luyện đan và y thuật. Ngô Bình thoáng thấy do dự, giờ anh còn cách đạo cảnh không bao xa nữa mà lại bị hoán đổi ký ức và trở thành một người bình thường, chuyện này có vẻ không hay cho lắm. Vương Thế An nhìn anh rồi. Cười nói, sao, định rút à? Ngô Bình, dẫu sao cũng phải trùng sinh một lần, kiểu gì cũng thấy phiền. Vương Thế An, người có thần môn thì phong ấn tu vi vào đó, khi nào tu vi tăng lên thì tu vi trước kia sẽ dần khôi phục, quá trình này sẽ rất nhanh, cùng lắm 3 năm thôi. Ngô Bình, Tiểu An, tại sao nhất định phải trùng sinh ở Thế Tục, có chuyện gì ngươi giấu ta đúng không? Vương Thế An bật cười, thật ra ngươi có biết hay không cũng thế thôi, cứ làm theo ta bảo là được. Tuy Thế Tục không có nhiều cường giả, nhưng lại là cội nguồn của tiên đạo, nguồn gốc của nhân tộc. Ta nói cho ngươi biết các nhân vật lớn trong lịch sử hầu hết đều từ Thế Tục mà ra đấy. Số còn lại cũng có liên quan đến người của Thế Tục, ví dụ như bố mẹ là người Thế Tục chẳng hạn. Liễu Tam Tương gật đầu, đúng là vậy. Từ xưa đến nay các nhân vật lớn đều có xuất thân từ Thế Tục. Thế Tục này như rễ cây ấy, tuy rễ cắm dưới đất nhưng có thể nuôi lớn cây. Nếu không còn rễ thì chẳng mấy mà cây khô héo. Vương Thế An, thật ra còn một chuyện nữa mà các người không biết. Các nhân vật lớn đó hầu hết đều luân hồi vài lần trong Thế Tục, cuối cùng mới có thành tựu phi phàm và trở thành thánh và tôn. Ngô Bình, nói vậy thì ta cần đến đó trùng sinh một lần, nhưng không có ký ức thì sẽ nguy hiểm lắm. Vương Thế An, không phải lo, ở đấy toàn người phàm, chúng ta đều giữ lại một phần ký ức nên người ở đó không làm gì được mình đâu. Và lại, mình cũng cần mạo hiểm mà. Ngô Bình gật đầu, được rồi, nhưng trước khi trùng sinh, ta cần lo xong việc của nhà đã. Dù ta không ở nhà thì họ vẫn bảo vệ mình được. Liễu Tam Tương, công tử đừng nói cho ai biết chuyện mình trùng sinh, chỉ bảo là bế quan tu luyện thôi. Công tử là thầy luyện đan kim đỉnh, lại là đại ti đan của Đan Uyển, địa vị và thực lực như vậy thường thì sẽ không ai dám đắc tội. Ngô Bình, nhưng như thế vẫn chưa đủ, tôi còn cần tăng thực lực cho người thân nữa. Ngoài ra, tôi cũng cần có một địa vị đủ cao ở núi Nguyên Sử mới được. Mấy người trò chuyện một lát thì Ngô Bình dẫn họ về tiên giới Nguyên Sử. Tại đỉnh tinh của Thần Châu ở tiên giới Nguyên Sử. Ngô Bình về nhà một cái thì lấy thịt linh thần minh, quả của quái cây và một ít chân dược ra. Anh đã lấy được rất nhiều phương thức luyện đan trong động kim đỉnh, cũng đã có được kinh nghiệm cùng trí tuệ của người trong đó. Bây giờ, trong đầu anh đã hình thành một suy nghĩ to gan. Đó là luyện chế một loại đan dược tăng tư chất toàn diện. Loại đan dược này không giống như thiên kiêu đan, mà là đan dược nâng cao thể chất từ trong căn cốt và huyết mạch, không chỉ nâng cao thể chất,
mà còn có thần hồn, trí tuệ hay thậm chí là thay đổi vận mệnh của một người. Đan dược này có liên quan đến nhiều thứ, nếu Ngô Bình muốn luyện chế nó thì cần dùng đạo phù và chú pháp lấy được ở tiên điện Thái Ất, sau đó dung nhập các tài năng vào trong đan dược thì mới có thể luyện chế được loại đan dược mà anh mong muốn. Anh ở nhà nghiên cứu 3 ngày, tới ngày thứ 4 thì mới bắt đầu luyện chế. Do đan dược quá toàn diện nên Ngô Bình lấy tên cho nó là Nghịch Thiên Cải Mệnh Đan, tên này có nghĩa là sau khi uống đan dược xong thì người bình thường cũng có thể thay đổi số phận và có thành tựu lớn. Lò thứ nhất, anh đã cho năng lượng vô thượng duy độ cao cùng một loại chú pháp luyện chế vào. Chú pháp NA liên tục rèn luyện hình thế, khiến người uống có tiên thể vô thượng. Anh đã thành công, nhưng chưa đạt kết quả như mình muốn nên vẫn luyện tiếp. Lò thứ hai, anh cho thêm hai loại chú pháp, một loại tăng vận khí và một loại tăng trí thông minh vào, lần này lại thành công, hơn nữa thành phẩm còn là đan dược thượng phẩm. Lò thứ ba, Ngô Bình cho hẳn ba loại phù lực vào, chúng có thể nâng cao tinh thần, phòng ngự và ngộ tính. Thành quả là một lò đan dược thượng phẩm, hiệu quả đã khá ổn. Lò thứ tư, Ngô Bình lại dùng thêm chút tài năng để bổ sung toàn bộ khiếm khuyết, tăng dược lực lên tiếp. Hơn nữa, các dược lực này có thể hỗ trợ lẫn nhau rồi sinh ra hiệu quả gấp đôi lúc trước. Thành quả ở lần này là đan dược cực phẩm. Tuy là cực phẩm nhưng Ngô Bình vẫn thấy có chỗ nào đó thiếu thiếu, anh suy nghĩ mới rồi mới để ba viên đan dược trước mặt rồi thêm giảng pháp cho chúng. Anh nói rất lâu, các đan dược dần xuất hiện 8 cái lỗ ở mặt trên, bên dưới thì là 9 cái, chất lượng của chúng cũng cứ thế tăng dần, từ cực phẩm lên thành tuyệt phẩm. Ngô Bình đã chia đan dược của lò thứ nhất cho Hắc Tướng, Hồ Tông Linh và Phương Phương. Dù đây chỉ là đan dược bán thành phẩm, nhưng cũng có thể nâng cao thực lực cùng tư chất cho họ, hiệu quả bét cũng ngang đan dược cấp 18 trở lên. Đan dược của lò thứ hai thì anh chia cho Bích Đào, Như Ngọc, Ninh Chức Tuyết để nâng cao tư chất cho họ. Đan dược của lò thứ ba thì có hiệu quả hơn một bậc, anh đã đưa cho Vân Thường, Chu Khuynh Thành và Chu Thiên Mi. Đan dược của lò này có cấp bậc gần như là cao nhất rồi nên ba cô gái đều có thu hoạch lớn. Ba viên đan dược của lò thứ tư thì Ngô Bình dành cho Đường Băng Vân, Vân Tịch và Lạc Ngưng Đan. Ba cô gái uống Nghịch Thiên Cải Mệnh Đan xong thì cơ thể và tinh thần đều có sự lột xác, tu vi tăng thần tốc. Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, họ liên tục đột phá lên cảnh giới thần anh. Trong thời gian đó, Ngô Bình lại luyện chế thêm 9 lò đan dược tương tự. Chất lượng đều là tuyệt phẩm và tổng cộng có 27 viên. Quả của quái cây đã dùng hết, huyết thịt thần linh cũng không còn bao nhiêu nên anh không luyện đan tiếp được nữa. Vì vậy, anh đành ưu tiên chia các đan dược này cho người nhà của mình trước. Hai mẹ con Đường Tử Di và Lý Tử Huyền, Nhậm San San và Lý Dược Sư, Nguyệt Vũ và Lý Tinh Kiếm, Lý Mai và Lý Thuần Thuần, Đào Như Tuyết và Lý Tiểu Tiên, Lâm Băng Tiên và Lý Nhân, Lý Giật, Diệp Băng Hy và Lý Thái Nhất. Còn thừa lại 12 viên thì anh chia cho Kỷ Nhược Phi, Lâm Thiên Tuyết, Trần Nhược Nhàn, Lệ Hồng, Thượng Quan Linh Nhi, Lãnh Như Yên, tiếp đó thì đến Hỏa Hoàng Nhi, Hỷ Bảo, vợ chồng Lý Niệm Tổ và Lý Vân Đầu. Sau khi phát đan dược xong, anh đưa hết mọi người vào duy độ cao để tu luyện. Loáng cái lại nửa tháng nữa trôi qua, trong thời gian này Ngô Bình đã đến tiên giới Thái Ất 2 chuyến. Thời gian còn lại thì đều dành để luyện đan, đồng thời chỉ dẫn và huấn luyện các thầy luyện đan của Đan Uyển. Đã 3 tháng kể từ ngày anh rời khỏi núi Nguyên Sử. Anh đã hứa với viện trưởng lão là cách 3 tháng sẽ về đó một lần. Vì thế, anh xử lý công việc xong thì đến đó ngay. Ngô Bình vừa đáp xuống trước đại điện của núi Nguyên Sử thì đã có một tu sĩ thanh niên xuất hiện, người đó quan sát anh rồi hỏi, anh là Ngô Bình người đứng đầu đại hội quần hùng hả? Ngô Bình gật đầu, đúng, lâu rồi không quay lại nên nay tôi đến một chuyến. Tu sĩ kia, vừa hay các trưởng lão đang họp trong điện, anh vào đi. Ngô Bình đi vào, 8 trưởng lão mà anh gặp lần trước vẫn ở đây, nhưng ai? Nấy đều có vẻ nghiêm nghị như đang gặp một chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Thấy Ngô Bình đi vào, 8 trưởng lão như 8 người khổng lồ đều mừng ra mặt, một trưởng lão nói, thiên kiêu đến từ tiên giới U Thiên rất mạnh. Nhưng chúng ta cũng có Ngô Bình cơ mà. Tôi thấy nên để Ngô Bình đi gặp hắn. Một trưởng lão khác nói, tôi e không được,
người kia được mệnh danh là thiên kiêu trong top 3 của 10 đại tiên giới, đại hội quần hùng của chúng ta chỉ nằm trong phạm vi tiên giới nguyên sử thôi, còn thiếu một bậc. Ngô Bình nghe xong thì hỏi, các vị trưởng lão, có chuyện gì vậy, có thể nói tôi nghe được không? Một trưởng lão đáp, núi nguyên sử chúng ta vừa khai phá được một linh giới ất mộc, sau đó tiên giới U Thiên cũng cử ngôi đến, giờ hai bên đang xung đột, ai cũng muốn chiếm linh giới kia. Hai bên đã giao tranh nhiều lần, kết quả là đều bị thương tổn. Cuối cùng có một nhân vật lớn đến, hai bên quyết định cử đệ tử cảnh giới thần thông của mình ra tỉ thí. Đệ tử của bên nào thắng thì bên đó sẽ có được linh giới. Ngô Bình, linh giới này có quan trọng với núi mình không? Có chứ, trong đấy có rất nhiều thần dược tuyệt thế, chúng ta mà có được nó thì chẳng khác nào tìm được kho báu, đã thế còn dùng không hết nữa. Ngô Bình chớp mắt nói, vậy tôi có thể thử. Trưởng lão kia lắc đầu, cậu không được, người kia là thiên kiêu trong top 3 của 10 đại tiên giới đấy. Ngô Bình thờ ơ nói, lẽ nào còn có ai phù hợp hơn tôi à? Anh nói tiếp, thật ra tôi đã từng đến thiên khuyết, hơn nữa còn lấy được thứ hạng, tôi nghĩ mình đủ tư cách tham gia chuyến này. Các trưởng lão nhìn nhau, một người nói, không phải chúng tôi không tin cậu, mà là người kia quá mạnh, từng chém chết cả cường giả tầng thứ 9 đạo cảnh rồi. Nhớ cậu không đánh lại rồi bị đánh chết thì chúng ta vừa mất linh giới kia, lại vừa mất một thiên kiêu. Ngô Bình, xin các trưởng lão cứ tin tôi sẽ không lấy tính mạng mình ra làm trò đùa. Các trưởng lão như đang bàn bạc, một lát sau có người nói, Ngô Bình, nếu cậu thật sự muốn đi thì chúng tôi cũng không cản. Nếu cậu có thể đánh bại người đó thì chúng tôi sẽ cho cậu hái thuốc trong linh giới ất mộc 3 năm. Sau thời gian đó, cậu có thể tùy ý vào trong hái thuốc, nhưng số lượng sẽ bị hạn chế. Ngô Bình sáng mắt lên, được. Ngô Bình biết rõ nếu được hái thuốc tự do trong 3 năm thì gần như anh sẽ hái được hết dược liệu quý, cơ hội này sao anh có thể bỏ qua được. Trưởng lão nói, việc này rất quan trọng nên chúng tôi sẽ lệnh cho một người đi theo cậu. Ngay sau đó có một cô gái tiến vào, cô ấy rất xinh đẹp, không thua kém bất kỳ mỹ nữ nào mà Ngô Bình từng gặp. Cô ấy mặc váy màu trắng, khi bước đến gần cho người ta cảm giác như trăm hoa đua nở, chim hót véo von. Cô gái hành lễ nói, tham kiến các vị trưởng lão. Giang Sơ Nhan, cô là người thông minh, một trong những cô gái xuất sắc nhất của núi Nguyên Sử. Bây giờ, lệnh cho cô đi theo Ngô Bình để bồi dưỡng tình cảm, chờ khi thời cơ chín muồi thì hai người sẽ kết hôn và sinh con. Ngô Bình nhìn Giang Sơ Nhan rồi thầm nghĩ tại sao những người này không bàn trước với mình. Nhưng anh không nói ra, bởi đây là một trong các điều kiện mà núi Nguyên Sử từng đề ra rồi. Giang Sơ Nhan bình tĩnh đáp, vâng. Hành trình mấy ngày tới sẽ do cô sắp xếp, lui xuống đi. Ngô Bình và Giang Sơ Nhan cùng rời khỏi đại điện, vừa ra ngoài, Giang Sơ Nhan đã lễ phép nói, công tử, hay chúng ta đến chỗ công tử trước nhé? Ngô Bình, chỗ của tôi ư? Giang Sơ Nhan, vâng, đại hội vừa kết thúc thì các trưởng lão đã thu xếp chỗ ở cho công tử rồi. Ngô Bình gật đầu, ừ. Giang Sơ Nhan dẫn Ngô Bình lên một đỉnh núi, có một ngôi nhà lớn trong rừng trúc, đây chính là nhà của anh ở núi Nguyên Sử. Vào nhà rồi, Giang Sơ Nhan mới nói, chưa có ai ở đây, lát tôi sẽ dẫn thêm người đến cho công tử chọn vài người hầu gái. Ngô Bình, cô cứ sắp xếp đi. Giang Sơ Nhan đi tìm người, Ngô Bình nhân đó về nhà một chuyến, sau đó dẫn Ngọc Nô, Hồng Nhan, Mộc Lan và Khinh Vĩ đến núi này. Dẫu sao đây cũng là những người quen của anh, dù gì cũng đáng tin hơn người của núi Nguyên Sử. Nhờ đan dược của Ngô Bình mà bốn cô gái này đều đã tăng tu vi đến bí cảnh, tuy họ không làm được việc gì lớn, nhưng hầu hạ anh thì không thành vấn đề. Sau khi anh quay lại thì đã thấy có hàng trăm cô hầu gái đứng trong sân, Ngô Bình bảo nhóm Mộc Lan chọn hơn chục người. Chọn người xong, Giang Sơ Nhan nói, công tử, vị kia của tiên giới U Thiên đã đến tiên giới Nguyên Sử rồi, hai bên đã hẹn quyết đấu sau 3 ngày nữa. Trong thời gian này, xin công tử hãy nghỉ ngơi dưỡng sức để đánh bại đối thủ, sau đó giành vinh quang về cho núi Nguyên Sử. Ngô Bình, cô biết gì về người đó không? Giang Sơ Nhan, Sơ Nhan chỉ biết người này tên là Lâm Sung Tiêu, thiên kiêu số 1 của tiên giới U Thiên, tầng thứ 10 thần thông.
Nghe nói, người này đã tham gia đấu lối đài thiên khuyết và được xếp thứ 84 trên bảng đại tiên. Ngô Bình, ra là đã có tên trên bảng đại tiên, bảo sao lại nổi tiếng thế? Giang Sơ Nhan tò mò hỏi, công tử cũng tham gia tỉ thí ấy ư? Ngô Bình, tôi đứng đầu bảng tiểu tiên, thêm một thời gian nữa thì có thể khiêu chiến cao thủ trên bảng đại tiên. Giờ gặp Lâm Sung Tiêu này cũng hay, lấy hắn ra để thử luôn. Giang Sơ Nhan rất chấn động, Ngô Bình đứng đầu bảng tiểu tiên thì có thể tiến vào top 70 của bảng đại tiên rồi. Điều này có nghĩa là thực lực của anh còn trên Lâm Sung Tiêu. Ngô Bình hỏi Giang Sơ Nhan, cô không mang họ Hồng Mông, chắc không mang huyết mạch của Nguyên Sử Đạo Tôn hả? Giang Sơ Nhan đáp, ngoài bản tộc ra thì núi Nguyên Sử còn có 4 tông và 2 viện, đều là hậu duệ huyết mạch của 6 đệ tử của Nguyên Sử Đạo Tôn. Giang thị nhà em là Giang Tông thuộc một trong 4 tông. Sau khi trò chuyện một lát, Ngô Bình đã vào một căn phòng yên tĩnh, sau đó lấy lò luyện đan ra luyện đan. Anh còn một ít máu thịt thần linh nên chuẩn bị luyện chế thêm ít đan dược để nâng cao thực lực cho nhóm Mộc Lan. Ngô Bình luyện đan bên trong, còn Giang Sơ Nhan ở ngoài. Cô ấy hỏi Mộc Lan, công tử biết luyện đan ư? Mộc Lan cười đáp, đúng thế, công tử nhà tôi là thầy luyện đan Kim Đỉnh, còn là đại ti đan của Hoàng Triều Thái Ất, quản lý việc luyện đan trong thiên hạ. Giang Sơ Nhan ngẩn ra, thầy luyện đan Kim Đỉnh, đã thế còn là đại ti đan của Hoàng Triều. Cô ấy ngẩn ngơ mãi mới nói, Mộc Lan, các cô. Đi theo công tử lâu rồi à? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 172.